Hello, em đi xin kính chào toàn thể quý khách hàng nhé, các bác ơi. Hôm nay mùng 1 Hoan hỉ này em đi uh, kính chúc tất cả quý khách hàng thân yêu của em đi một tháng mới là may mắn, đấy, may mắn luôn luôn may mắn luôn luôn bình an và uh, lúc nào cũng vậy công uh, việc được uh, thuận buồm xuôi gió nhé các bác nhé. À, ngày hôm nay thì mùng 1 Hoan hỉ thì em đi cũng đã uh, vừa bàn giao xe này và vừa chốt xe được uh, 4 đến 5 em các bác ạ. Uh, sáng sớm ra thì đã chốt được một chiếc Eco Sport đời 2015. À, màu xanh rồi mới lên sóng được cách đây một à, đến hai hôm thôi và ngay buổi chiều tối hôm nay thì em đi lại chốt tiếp được một chiếc xe Innova 2014 cho hai chú quê hương à, Thái Bình à, chú đã đến đây và xem xe thì đã chốt được rồi các bác nhé à, em xin chào tất cả quý khách hàng thân yêu này các bác ơi các bác lên xem nay like thì à, hãy ủng hộ em đi bằng cách là chia sẻ lên trang cá nhân đội và, và hội nhóm cho em đi nhá em đi sẽ ghim cái số điện thoại của mình đi đây này. 0866558622 là cái số điện thoại của em nhé. Các bác vào xem like thì uh, hãy uh, uh, thả tim, thả like lên và ủng hộ em đi bằng cách là chia sẻ lên trang cá nhân và hội nhóm nhé. Và mọi người đang có nhu cầu uh, mua xe hay là bán xe thì uh, cũng liên hệ cho em đi. Đấy các bác nhớ liên hệ cho em đi. Em đi sẽ mua xe giá cao, đấy và bán xe giá rẻ cho mọi người luôn này. Các bác vào xem like thả tim, thả like để view mạnh đi cho em đi là các bác ơi. Uh, để view mạnh đi cho em đi nhá. Bắn tim lên nào. Bắn tim mạnh mẽ lên nhá. Ờ em đi đã thấy được uh, mấy lượt chia sẻ rồi đấy hoan hỉ mùng 1 và ngày hôm nay cũng vậy em đi cũng rất mong là sẽ chốt được một chiếc ở trên like với một cái giá hợp lý cho các bác làm và thực sự thiện trí nhá và từ 58 triệu các bác nhé từ 58 triệu đổ xuống là à, trở lên trở lên nhá là em đi có xe để phục vụ các bác rồi các bác cứ vào comment mạnh lên nhá em đi sẽ hướng dẫn và sẽ tư vấn cho các bác này được không ạ Uh, chờ em đi vào chia sẻ một chút xíu thôi là sẽ bắt đầu vào live stream luôn em xin chào bác Lâm Trần này bác Trung Nguyên nhé em xin chào bác Nguyễn Thanh uh, em uh, em xin chào bác uh, tú xây dựng này các bác ơi các bác vào xem live thì hãy thả tin thả like lên và đẩy view lên cho em đi nhá đẩy view mạnh đi cho em đi một chút xíu nào được không ạ Hoan hỉ hôm nay nhá đẩy view mạnh lên nào bà con ơi đẩy view mạnh lên cho em đi nhá Ờ, hôm nay thì lại đang một mình nên là vẫn còn phải đang à, à, chia sẻ một chút xíu để à, đẩy cái lượt view lên thì em đi sẽ bắt đầu livestream luôn nhé các bác nhá nào các bác ơi đẩy view mạnh lên cho em đi nào. À, và mọi người đang cần tìm những cái mẫu xe nào thì cứ vào comment mạnh nhé. em xin chào bác Tha Phụng này bác Vệ Nhung nào. Các bác đẩy mà đẩy view mạnh lên cho em đi nào các bác ơi đẩy view mạnh lên nào lên tầm ba bốn mươi mắt là bắt đầu em đi sẽ livestream luôn nhá sẽ bắt đầu cuộc livestream luôn này em xin chào bác tâm hồn của đá này à, em cảm ơn long lĩnh nhá em cảm ơn và em uh, chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe bình an nhá và chúc anh là lúc nào công việc cũng được thuận buồm xuôi gió em xin chào bác trần kim này à, em xin chào tất cả quý khách hàng thân yêu của em đi nhá à, đẩy view lên 30 mắt là bắt đầu sẽ livestream luôn à đúng không ạ đẩy lên 30 mắt là sẽ bắt đầu livestream luôn ok uh... Hôm nay thì uh, thực sự luôn là chợ em đi cũng đã đầy rồi, đại kín chợ, kín bãi rồi Không còn chỗ để xe nữa rồi, đấy uh, 58 triệu thì em đi vẫn còn nhá, được không ạ? Thực sự luôn một mẫu xe 58 triệu đồng là một dòng xe để dành cho các bác nào mà mới tập lái và tài chính hạn hẹp uh, Muốn mua một chiếc xe để gọi là uh, thay xe máy đi lại, đấy Thay xe máy đi lại thôi nhá Em xin chào bác sĩ Hồ rồi các bác ơi Vào xem live thả tim đẩy view mạnh lên nhá à, Bác Tha Phùng ơi bán tải em đi vẫn có mà Đúng không ạ Bán tải thì lúc nào cho em đi vẫn có để phục vụ mọi người luôn Có BT50, có Trí Tông Có Đề Mắc và có cả địa Colorado Đấy à, Em đi mới về thêm một siêu phẩm Colorado Đời 2017 Số tự động nha à, Bản hai can chi luôn Xịn xò à, Các bác nhớ vào xem live thả tim thả like đẩy view mạnh lên cho em đi nào rồi, đẩy vừa mới lên 30 mắt và giờ lại tụt view mất rồi, buồn quá, đúng không ạ Không để mọi người chờ lâu nữa, em đi sẽ vào live stream luôn Gio nhập khẩu nguyên chiếc số tự động 2014 nha em đi các bác ơi 2014 máy số đét luôn nhá Đây, màu đỏ đẹp, 14, đấy, biển Hà Nội đẹp luôn à, Với cái tầm tiền 380 triệu đồng nhá 380 triệu đồng là các bác đã dinh được siêu phẩm rồi này Là răng đúc đẹp, bốn quả lốp mới, sinh nhan trên gương à, Em này thì đang kiểm dài Myanmar luôn đến tận tháng 3, 2023 này các bác nhìn này, xe thì Bác chủ đã lên được một bộ ghế da mới hai màu Màn hình cảm ứng, cam hành trình và cam lùi đầy đủ rồi Và cái dòng này thì các bác yên tâm luôn là xe gì không sợ chạy dịch vụ hay taxi có nhá Hai trang bị túi khí đầy đủ, trần nỉ zin Một mẫu xe Rio sedan có nhá Dòng này là dòng sedan 380 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán Bác Tha Phụng ơi, Colorado ạ à. Ok bác nhá, các bác vào xem like đẩy view mạnh Nên em đi sẽ quay bán tải Colorado là uh, Rất nhiều xe luôn Đấy, thì bác nhìn này Quang cảnh chợ em đi đây nhá, đang có tầm uh, 150 đầu xe thôi Ngày hôm nay thì có tầm 150 đầu xe thôi Các bác vào xem like, thả tim đẩy view mạnh lên cho em đi nào Thả tim thả like đẩy view mạnh lên ạ Bán tải nào Đây rồi, Colorado 2017 số tự động màu đen đẹp luôn. À, bên này à? Đấy rồi em đã nhìn thấy nó rồi. Em xin chào bác sĩ Hồ, đấy có con nào 40 củ không ạ? À? Ờ à, 40 củ thì thực sự luôn là đối với một chiếc ô tô ấy thì các bác uh, xe mà không sử dụng được uh, bán gọi là bán theo cân thôi thì cũng đã được 40 củ rồi. Nên là anh ơi cố lên nhá. Được ạ. Trên 58 triệu là có xe rồi. Đây một chiếc bán tải Colorado 2017 số tự động em này zin đẹp toàn phần luôn biển 34 nhá à, bản hai can chi là bản full kịch của dòng bán tải Colorado à, có chế độ căn chỉnh lề đường này đấy và có cảm biến va chạm này có hệ thống trông trơn trượt hệ thống chống đổ đèo đấy một chiếc xe mà uh, có rất nhiều tính năng đấy tính năng hiện đại nhá. và như em này thì bác chủ còn có cam uh, hai bên sườn có cam hai bên sườn này Lên được màn hình rồi Cam hành trình đầy đủ Vô lăng ba chấu nhá Trần nỉ zin Ghế ra có góc thông hơi zin nguyên bản này Các bác nhìn này Đây cầu đây nhá hai cầu bốn cầu đây nhá Số tự động dích rắc luôn Và với mức giá 568 triệu đồng Là cái giá em đi đang chào bán nhá Bác Tha Phụng ơi 568 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một chiếc xe Colorado 2017 số tự động nhập khẩu nguyên chiếc nhá Các bác vào xem like, thả tin, thả like để view mạnh đi cho em đi nhá Em xin chào bác Thủy Bùi, bác Thiết Hoàng này Các bác mà quan tâm tới cái mẫu xe nào thì cứ vào comment nhá Em đi sẽ hướng dẫn và tư, uh, tư vấn cho các bác được đầy đủ đúng không ạ Đấy, rất nhiều mẫu xe này uh, với tầm tiền hơn 200 triệu thôi Hơn 200 triệu là các bác dinh ngay một siêu phẩm này đây, bản nhập khẩu số tự động lại còn trang bị 6 túi khí trên xe cơ. Một chiếc xe đích đời 2009 nhập khẩu nguyên chiếc, trang bị đề nổ, cửa sổ trời, ghế da zin. Em này thiếu lên full đồ rồi. Màn hình cam hành trình và cam lùi đầy đủ. Em đi đang chào bán với mức giá là à, 245 triệu đồng thôi nhá. 245 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm này rồi Em xin chào bác Thư Lê này Em xin chào bác Đức Ngô Huy Lai like này Các bác vào xem like thả tim để view mạnh đấy nhá Đây có các bác ơi là còn siêu phẩm tiếp theo đây nè Em này thì lên form mới rồi Lên form mới Bác chủ lại còn độ body kit bao đẹp luôn Đấy lại còn độ bo on up này một chiếc xe Chevrolet Cruy 2016 phiên bản số sàn Đối với dòng Cruy bản Việt thì động cơ của nó chỉ có 1.6 thôi các bác nhá 1.6 thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của em nó sẽ rơi vào tầm 7 lít rưỡi 7 lít rưỡi trên 100 km đường trường Đấy các bác vào xem like thả tim đẩy view mạnh lên cho em đi nhá Màu trắng đẹp lên form mới rồi Và em này thì bác chủ cũng lên được rất nhiều đồ chơi này lên bộ đèn bi lông siêu sáng, đèn là đèn bi LED nhá. Em này mà đi ban buổi tối á thì à xoài sáng như ban ngày luôn, đúng không ạ? Đấy. Bộ độ bộ on up body kit ở la giang đúc, vành là bố tháng sơn đỏ rồi, lốp mới cả gian Sinh nhan trên gương, gương kính chỉ điện của mở điện Đây em này đăng kiểm tận tháng 11, 2023 cơ Bắc à, Bác Mai Vững ơi, y 10 tầm 200 có không chị ơi y 10 tầm 200 mà, y 10 tầm 200 thì anh cố lên một chút xíu nhá Em đi đang có một siêu phẩm 2016 à, Số sàn, đấy, máy số zin luôn Và với mức giá 229 triệu đồng nhá bác Mai Vững ơi Đây, các bác nhìn này Siêu phẩm này à, em sẽ bật cái đèn lên nào Để xem cái đèn ở đây Hôm nay em lại livestream ở một cái link khác Ở à, một, một đây rồi, em đi đã thấy rồi đây nhá. Siêu phẩm đây rồi. Các bác ơi vào xem like thả tim đẩy view mạnh lên cho em đi nhá. Ghế da đẹp luôn này, trần lên trần 3D chống nóng rồi. Em này lên full đồ màn hình cam hành trình và cam lùi đầy đủ. Có thảm trải táp Đấy, sàn 5D xịn sò rồi. Một siêu phẩm này điều hòa auto. Em này thì trang bị điều hòa auto các bác nhá, có sưởi kính xây kính này. Đúng không ạ? Xịn xò luôn đây, củ số đây. Màn hình cảm ứng to bản luôn, vô lăng ba chấu, trang bị túi khí đầy đủ, hai túi khí. Một mẫu xe form dáng thể thao đẹp mà giá chỉ có ra, giá là 338 triệu đồng thôi nhá. 338 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm uh, uh, Cruy. Đấy, Chevrolet Cruy 2016 form mới nhá. Em xin chào bác Nguyễn Nam, bác Hữu Cường, để bác Nguyễn Biên và bác Tôn Ninh Nguyên nhá. Các bác vào xem like, thả tim đẩy view mạnh lên cho em đi nào. Đẩy view mạnh lên cho em đi nhá. Đây. Uh, chiếc xe uh, Morning số tự động 2005 đăng ký lần đầu 2007 đây thì em đi đã chốt uh, ngay buổi tối hôm qua rồi cho hai anh uh, uh, chủ anh khách ở ở Ở, gì ạ? ở Thanh Hóa nhưng mà sống uh, sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Anh đó là giảng viên các bác ạ. Giảng viên trường uh, Đại học Nghệ thuật Hà Nội đấy nên là tối hôm qua em đã chốt rồi thì đang chờ công chứng quyền và sẽ ra uh, ship xe cho anh ấy luôn. 7 chỗ giá rẻ này các bác này. đúng không ạ? 7 chỗ giá rẻ này Ờ, ok bác Mai Vững ơi, quay Y10 ạ, à. ok bác nhá à, Em đi quay xong chiếc xe 7 chỗ này thì em đi sẽ quay cho bác Mai Vững luôn, được không ạ? Ngày hôm nay thì em đi muốn giới thiệu cho bác này Và bác nào mà đang thích muốn mua xe 7 chỗ về để chạy dịch vụ nhá Và giá em này thì chỉ có gì ạ? Chưa đến 200 triệu các bác ơi Giá chưa đến 200 triệu các bác đã dinh được ngay một em xe 7 chỗ Rất nhiều tính năng hiện đại trên xe, có trang bị ghế chỉnh điện, Đấy sinh nhan trên gương gương kính chỉnh điện của mở điện rồi và em này còn có trang bị hệ thống chống đổ đèo hệ thống chống chân trượt này một siêu phẩm luôn đúng không ạ một chiếc Cattiva đời 2007 phiên bản số sàn đăng ký 7 chỗ ngồi em này thì thực sự với các bác là cái thân vỏ của nó quá cứng cáp luôn ngồi trên xe cảm giác an toàn cao đấy lên đèn bi sơ lông siêu sáng rồi lốp cái bác nhìn này bốn của lốp mới rãnh sâu ta lông dài la răng đúc đẹp có trang bị phanh ép và chống bó cứng đầy đủ nha cầm bệ sáng rồi sơn xi si mỏng tang luôn form dáng quá đẹp Captiva 2007 số sàn đây à, ghế chỉnh điện của bác đây ghế chỉnh điện ghế da zin nguyên bản trần nỉ zin vô lăng bốn chấu à, vô lăng thì có tích hợp mà điều chỉnh giọng nói này điều chỉnh âm lượng đây các nhá đây hệ thống chống trơn trượt và hệ thống chống đổ đèo điều hòa auto đây các bác nhá xe thì đã lên được một đầu đài màn hình và cam lùi đầy đủ rồi ha một triệu đồng các bác ơi 198 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm 7 chỗ giá rẻ đây các bác nhá Bác nào mà quan tâm thì hãy liên hệ em đi Qua số hotline em đi đã ghi ở trên màn hình Đã có hình ảnh và video chi tiết cho các bác rồi Em xin chào bác Đào Cạnh Nhàn 7 chỗ đời 28-19 hay không 7 chỗ đời 28-19 thì em có chiếc Orlando bạn LTZ được không anh ơi à, Và chiếc cốt Lando đời 2017 số tự động bạn LTZ màu trắng đẹp đây Và với mức giá uh, 435 triệu đồng nhá là bác được dinh được ngay siêu phẩm này rồi Ok bác Mai vẫn còn ở trong like thì hãy chấm một chấm cho em đi là em đi sẽ đi quay Y10 cho bác nhá Đấy giữ lời hứa luôn Và với tầm tiền hơn 100 triệu thì các bác cũng có thể tham khảo ra một siêu phẩm này này một chiếc xe uh, đời 2012 bản nhập một chiếc ion số sàn động cơ 0.8 thôi đi như spark các bác nhá đấy ăn xăng như xe máy và giá chỉ có 138 triệu đồng siêu phẩm cho các bác này bác nào mà thích dòng xe nhập khẩu form dáng đẹp đăng ký 5 chỗ ngồi và chấm thấp ăn xăng như người thì có thể tham khảo sang sang phòng xe này đúng không ạ 138 triệu đồng thôi là các bác đã dinh được ngay một siêu phẩm xe nhập rồi đây nhá bác mai vững ơi Bác Mai Vững còn ở trong live thì hãy chấm một chấm cho em đi nha, em đi sẽ quay siêu phẩm y10 uh, cho bác này ở trước y10 là đời 2017 à? à 2014 trước này thì em đi bán rồi uh, bán cho một uh, bác chủ uh, quê hương Hà Nam rồi hai anh chị chủ thì đã đến xem xe rồi và chốt thì uh, em đi sẽ đi quay y 10 số số uh, số sàn cho bác nhá nào các bác vào xem like thả tim Thả like để view mạnh đây nào uh, thực sự luôn là để mà quay theo yêu cầu của mọi người ấy là em đi phải đi rất nhiều luôn Đấy, phải đi rất nhiều luôn Nên là các bác mà đang quan tâm mẫu nào thì cứ vào comment mạnh lên nhá Vào comment mạnh lên nào Em xin chào bác Văn Khương, em xin chào bác Nguyễn Hữu Hưng Bác Trần Thành và bác Mai Văn Thanh này Các bác vào xem like, thả tim và đẩy view mạnh đi cho em đi nhá Y10 số tự động, số sàn màu đỏ đâu nhỉ à, Bác Mai Vững ơi, nếu mà bác còn ở trong like thì hãy hoặc là ai book em đi đi Đúng không ạ? Ai bốc em đi sau buổi live em đi gửi hình ảnh và gửi video chi tiết cho bác nhá Trước Y10 đấy chắc anh em nhà em lại đi công vụ rồi à, Lại bỏ lại uh, lấy xe để đi bắt xe khác rồi Nên là hiện tại đang không có ở chợ nhá Các bác nào đẩy view mạnh lên cho em đi nhá Đẩy view mạnh lên cho em đi nào Mỗi một bác thôi dành 1 đến 2 giây Chia sẻ lên trang cá nhân vào hội nhóm cho em đi nhá Em xin chào bác Nguyễn Hiếu HD này Đây giá rẻ, linh giá rẻ cho bác nào đây một chiếc Kia Morning đời 2012 các bác ơi, các bác nhìn này. 15 sử dụng nhưng mà cái đèn xe này nó có sáng không ạ? Em này biển 98A có nốt sơn màu vàng chanh cực kỳ là đẹp nhá. Đấy. Màu vàng chanh cực kỳ là đẹp luôn. Có trang bị gì ạ? Bốn của lốp mới này. Em này thì bác chủ cũng lên một cái đầu đài rồi, chạy bằng USB xịn xò luôn. Đấy, khóa cửa bên trong rồi. Ghế da hai màu, máy số cực kỳ là chất. Và với mức giá 138 triệu đồng thôi các bác ơi Là các bác dinh được ngay siêu phẩm i 10 này rồi à, Morning này rồi Đấy. Em xin chào bác Minh Trân này Hyundai 5 chỗ số tự động tầm 500 Hyundai à Hyundai thì bác muốn mua Hyundai gì nhở Đấy, 5, chợ, 5 chỗ tầm 500 Thì hiện tại em Ly đang có Hyundai Avante được không ạ Em Ly đang có Em xin chào bác Trương Nguyễn nhá Các bác vào xem like thả tim đẩy view mạnh lên đấy Avante của bác đây ở hiện tại Avante thì nhà em đi đang có 2 đến 3 chiếc đời 2012 và 2013 14 này. Toàn siêu phẩm thôi. Hyundai Avante là một trong một phải nói là một dòng xe mà ngành mà là hãng thương hiệu Hyundai dành riêng cho Việt Nam các bác ạ. Nó chỉ có duy nhất ở tại Việt Nam thôi cái dòng xe này này. Và hiện tại là có từ đời tầm 212 cho đến 215 16 các bác nhá. Thì đây, nhà em đi đang có một siêu phẩm màu trắng đẹp biển 17A này, biển Thái Bình đúng không ạ? biển Thái Bình. Một chiếc Avante đời 2013 phiên bản số tự động động cơ 1.6. Một động cơ 1.6 nha và với cái tầm tiền bao nhiêu ạ? 365 triệu đồng thôi các bác ơi. 365 triệu đồng là em Ly đã trả bán cho các bác một siêu phẩm này Em này thì là máy số zin nhá Máy số zin la răng đúc Đấy, cụm phanh ABS à trong bọc cứng đầy đủ 4 quả lốp như mới luôn ở, sinh nhan ở trên gương rồi Và có trang bị gương kính chỉnh điện cùng mở điện Đây, tay nắm cửa của lốp mạ chrome này Đây các bác nhìn nhá, nội thất bên trong này số xe toàn khóa cửa vậy nhỉ à, Như em này thì bác chủ đã lên được Một uh, uh, bộ ghế da mới Lên cam hành trình, màn hình và cam lùi đầy đủ rồi Avante 2013 Số tự động động cơ 1.6 nhá Ok, xin chào bác Văn Biên này, Avante biển 30 màu trắng không ai xem Ok, bác Văn Biên nhá Bác Văn Biên ơi, Avante thì nhà em đi đang có nhiều luôn Đấy, bác mà quan tâm tới mẫu nào thì cứ vào comment nhá Chút xíu nữa em đi sẽ quay chi tiết để cho bác được xem xe siêu phẩm này Đúng không ạ, đẩy view mạnh lên cho em đi nào, đẩy view mạnh lên nào các bác ơi em xin chào bác toàn nguyễn này, bác cường vũ mạnh, bác nông chấn này, bác thu cao văn thụ này em xin chào anh nhá à, anh uh, cao văn thụ ơi nếu mà anh còn quan tâm tới chiếc kết ý, uh, thì uh, hãy comment em đi sẽ quay trực tiếp ở trên live để cho anh xem siêu phẩm nhá đây fortuner máy dầu của bác nào đây này bác nào thích máy dầu không ạ à? thì vào đây chấm một chấm hoặc là gì à? thả tim nào em đi sẽ quay vì xe chi tiết để cho các bác xem một chiếc fortuner máy dầu hàng hiếm tại chợ cho em đi Đúng không ạ? Một chiếc xe phải nói là hàng hiếm tại chợ nhà em đi luôn nhá. 2011 phiên bản số sàn máy dầu. Đấy, Rio không xốp em đi có nhá bác Hữu Cường ơi, màu trắng và màu đỏ luôn. Em này các bác nhìn này bộ đèn xe này. Bác chủ đã lên được bộ đèn bi xe lông siêu sáng rồi, có ốp mạ rôm đèn pha, trang bị đèn gầm đầy đủ, biển 89A. Fortuner 2011 màu đen đăng ký 7 chỗ ngồi. Em này là phiên bản máy dầu. Ở đối với cái dòng Fortuner ấy, máy dầu thì sẽ là trang bị động cơ 2.0 đúng không các bác? Động cơ 2.0 đấy nhá, như em này các bác nhìn này. La răng đúc đẹp theo xe đấy, bố thắng sơn đỏ nhá, lốp mới cả dàn luôn, gầm bệ sáng. Đây, quay chi tiết để các bác được xem xe luôn. Các bác nhá, đời này thì chắc chắn là máy số gì ạ? Ngon, máy số zin. Có trang bị ốp gương. Đây. Đăng kiểm tháng 3, 2023 Em xin chào bác Minh Đoàn nhá Các bác ơi vào xem like, thả tim, thả like để view mạnh đi cho em đi nhá Các bác nhá Mỗi mà bác dành một hai giây chia sẻ lên ủng hộ em đi Để cho tăng lượt uh, view, tăng lượt tương tác nào Đây, có trang bị thảm trải tóc lô Đấy Đầu đài màn hình rồi Chân nỉ dinh này, các bác nhìn này Đấy, chân nỉ dinh nhá ghế da rồi bác chủ lên một bộ ghế da xịn xò rồi à, như những cái dòng xe của Toyota ấy thì uh, các bác có thể nhìn này các bác, các bác để ý cho em đi nhá là uh, tất cả mỗi một hàng ghế là sẽ có cửa gió điều hòa đấy có hai trang bị hai cửa gió điều hòa nên là khi các bác ngồi ở phía dưới ấy, sẽ không mở sợ nóng nhá đấy những dòng xe Fortuner thì nó uh, những cái dòng xe của Toyota thì nó cũng khá là chú ý uh, tới cái gì à, uh, sự uh, quan tâm của của khách hàng đúng không ạ đấy khi mà ngồi dưới này mà bảy chỗ mà lúc nó lúc luôn nóng phía dưới này sẽ không được hưởng gió nhưng mà đây nhá có hai cửa gió điều hòa rồi chân nỉ zin Fortuner 2011 phiên bản số sàn máy dầu độ lên cũng rất nhiều đồ chơi rồi ốp gương rồi ốp đèn pha ốp đèn hậu à, lên màn hình lên cam lùi rồi đấy những cái phần ở bên dưới này cũng đều ốp mạ chrome sáng bóng hết rồi có trang bị cảm biến và với mức giá 535 triệu đồng nhá 535 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một chiếc Fortuner 2011 máy dầu. À, Y10 số tự động không em? Bác Bao Đức Nguyễn ơi, Y10 số tự động thì em đi có nha anh ơi. Em đi có Y10 số tự động 2018 màu đỏ bản 1.2. Đấy bạn đủ luôn và phiên bản hatchback và với mức giá là 375 triệu đồng nhá. Bác Bao Đức Nguyễn nhá, xe thì zin đét luôn, em cam kết cho anh. Đúng không ạ? À, các bác vào xem like, thả tim và đẩy view lên cho đi chăm, mắt like cho nó vui nhá. Đẩy lên cho em đi Trăm mắt like cho nó vui này. Đây Zio của bác nào này. Bác nào vừa hỏi em Zio thì ngò cay có ngay siêu phẩm đây rồi. Một chiếc xe Kia Zio đời 2014. Em này biển Hà Nội đẹp luôn. Máy số zin nhá. Bốn lốp như mới. Đây, lên bộ la răng đúc đẹp. À, cũng cụ phanh ABS cho một cứng bốn bánh rồi. Đăng kiểm dài đến tận tháng 3 2023. Sinh nhan trên gương, gương kính chỉnh điện cụp mở điện Em này thì bác chủ cũng lên full đồ chơi rồi các bác ạ Màn hình, cam hành trình và cam lùi đầy đủ rồi Đấy về chỉ việc diện đổ xăng và đi thôi Đấy nhá, màn hình OLED to bản luôn Cam hành trình và cam lùi đầy đủ Tắp đi tắp lô đẹp Ghế da hai màu, trần nỉ zin 380 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán Cho một siêu phẩm Zio Và tất cả những cái mẫu xe bên em đi sẽ bao Được không nhá, sẽ bao hoặc là hỗ trợ Phí rút hồ sơ cho khách hàng, đúng không ạ Đấy các bác mà quan tâm mẫu nào thì cứ vào comment nhá Em đi còn có thêm cả geo Bầu trắng nữa ạ Em đi còn có thêm một chiếc Zio màu trắng đời 2015, máy số zin và với mức giá 395 triệu đồng nhá. 395 triệu đồng. À, ok anh Trương Nguyễn nhá các bác ơi, chia sẻ mạnh lên giúp em đi nhá Đẩy view lên trăm mắt cho nó vui ạ, được không ạ? Hôm nay mùng 1 hoan hỉ là rất mong các bác hãy vào xem like này, à, thả tim lên và chia sẻ mỗi một bác thôi. Một lần lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em đi là sẽ uh, đẩy được cái lượt view lên nó lên cao rồi, đúng không ạ? Innova cho bác nào đang thích này. Chiếc biển 98 này là chiếc Innova nhà em đi mới về các bác ơi Siêu phẩm này, đẹp mướt man luôn Nhìn cái phần sơn thôi và cái phần form dáng xe thôi Là đã biết được là bác chủ đi giữ gìn rồi, thực sự luôn Đúng không ạ? Nhìn cái quả đen này, cụm đèn pha này nó sáng bóng như mới luôn này Biển 98A Đây, lốp láp đã đẹp rồi, rãnh sâu Ta lồng dài, là răng đúc đẹp luôn, gầm bệ này Cầm bệ sáng nhá Một chiếc xe Innova đời 2010 nhà em đi các bác ạ Biển 98 Ở Xe chuẩn luôn tư nhân không qua đục Ốp bệ tịt tay rồi ốp gương rồi Các bác ơi xe đẹp này Đây đóng mở cửa đây nhá Đúng ạ Một con xe mà khi mà đóng mở cửa nó chắc nịch như này là biết là xe gì ạ Tư nhân sử dụng giữ gìn rồi Đấy nó đầm chắc luôn này Vô lăng bốn chấu lên đầu đài màn hình cam hành trình cam lùi Trời ơi, chân này còn bọc nguyên đi lông xịn xò luôn Trần còn bọc nguyên đi lo lông lông xịn xò nhá Ghế da đẹp đăng ký 7 chỗ ngồi à, Em này là dòng Innova 2010 thì là đã đăng ký lên 8 chỗ rồi các bác ạ Đấy tắp đi tắp lô đẹp luôn này các bác nhá, với cái mức giá 275 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một chiếc xe Innova 2010 bản G xịn tư nhân, sơn xi si mỏng tang luôn. À, bác Tâm Liên ơi, i10, à Morning ạ, à, Morning Van em đi có nhá, đúng không ạ? Morning van thì em đi có hai màu trắng và màu lông chuột à, đều là bản nhập khẩu số tự động à, tự động nhá bác nhá và giá hơn 200 triệu ạ. Em xin chào bác Lê Thành Đồng này tầm 300 quay đầu em muốn mua vai ớt số sàn có không chị? Tầm 300 quay đầu thì bác có thể mua được uh, virus vai ớt số sàn tầm 2012 12 hoặc 2013 bản E bác nhá. Còn hiện tại bây giờ thì cho em đi thì đang có một uh, chiếc vai ớt 2015 bản E số sàn tư nhân sử dụng không khoan đục và với mức giá là 345 triệu đồng nhé bác Lê Thành Đồng ơi. À, nếu bác cố được thì hãy cố lên đời cao form mới cho nó đẹp nhá. Đây. Tiếp theo này, nếu mà không thì tầm 300 triệu thì bác cũng có thể mua được rất nhiều dòng xe khác với cái tầm tiền phù hợp với mình và lại còn nhiều cái dòng xe nó đẹp luôn này. Điển hình như đây nhá, ví dụ như một em này này. Một em Fiesta đời 2011 Phiên bản số tự động Em này là form dáng hatchback đẹp luôn Đấy, một mẫu xe của Ford này các bác biết rồi Đúng không ạ, thân vỏ cứng cáp Gầm bệ chắc chắn luôn Em này thì uh, la răng đúc, lăm chấu kép Đấy, bố thắng sơn vàng Lốp láp mới, trang bị sinh nhan trên gương Đấy, có trang bị sinh nhan trên gương rồi Đăng kiểm tháng 6, 2023 Em đi đang chào bán một chiếc Ford uh, Ford Fiesta với mức giá là 285 triệu đồng. À, cái dòng phía ta này thì là động cơ 1.6 các bác nhá. Đấy cũng ngang với lại vai ớt thôi. Chấm ngang với vai ớt thôi. Ăn xăng tầm uh, 7 lít này. Đây có nhìn này. Lên bộ sàn 5D xịn sò rồi, vô lăng ba chấu, túi khí đầy đủ. À, trước này thì bác chủ cũng lên được một màn hình cảm ứng to bản rồi này. Cam hành trình và cam lùi đầy đủ. Các bác nhìn giúp em như nhá. Những cái phần uh, táp lô này là những cái đường dập nổi trên phần thân xe nhìn cực kỳ đẹp luôn. Em này ốt đồ chạy chuẩn là 13 vạn đây các bác nhá ốt đồ chạy chuẩn 13 vạn đấy trần nỉ zin này một mẫu xe phong dáng hát bách đẹp luôn ghế thể thao ôm sát lưng luôn lên full đồ chơi rồi đúng không ạ 289 triệu đồng thôi là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Fiesta đấy cái form dáng đẹp màu lại đỏ lại còn đẹp luôn em xin chào bác trần uh, bác lan hương này uh, bác tuấn phạm này bác nguyễn pha phạm thanh duy là bác trần sói uh, các bác vào xem like thả tim đúng không ạ thả tim thả like để view mạnh để cho em đi nhá 26A Tiếp tục một mẫu xe morning Dòng xe gọi là tập lái cho các bác này Và với các bác có tài chính hạn hẹp đây này Một chiếc Kia morning đời 2011 Các bác ơi 2011 phiên bản số sàn Em này là động cơ 1.0 thôi Đăng ký 5 chỗ ngồi Lốp mới cả dàn Như em này thì bác chủ cũng lên được một bộ ghế da rồi các Bác ạ Bác chủ cũng đã lên được một bộ ghế da Cao cấp thông hơi trần trần bọc da rồi trần bọc da xịn sò Đấy, đầu đài màn hình, cam lùi, tắp ly, tắp lô đẹp, vô lăng ba chấu nhá. 130 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Kia Morning, số sàn. Đấy, một mẫu xe tập lái cho các bác nhá. À, Nguyễn Thanh Nam ơi, chỉ có i10 hay không? Bác Nguyễn Thanh Nam ơi, em đi có i10 nhá. Và i10 số sàn tầm đấy thì uh, uh, bác có thể mua được tầm 20, mươi uh, 28, đúng không ạ? À, chợ em đi thì đang có một chiếc à, sedan hai đầu 2018 phiên bản số sàn và với mức giá 299 triệu nhá. Đây, quay luôn i10 form mới số sàn cho bác này. Đây. Wow, em cái eco là đẹp quá trời luôn đây. Y10 2018 phiên bản số sàn màu bạc đẹp luôn. Lên form mới rồi nhá. Em này lên 28 lên form mới rồi này. Uh, la răng đúc rồi, lốp láp mới. Đăng kiểm em này đăng kiểm bác nào mua em đi tặng các bác một bộ đăng kiểm này. Đúng không ạ? Bác nào mà mua thì em đi sẽ tặng các bác một bộ đăng kiểm luôn làm quà. Đấy, tay nắm cửa viền chân kính để ốp mạ chrome rồi. Có trang bị vẹt chắn mưa đầy đủ nhá à, uh, Ok em cảm ơn anh Trương Nguyễn nha Anh cứ chia sẻ mạnh đến giúp em đi ạ Đấy đấy là những cái tấm lòng của các bác rồi Em đi luôn luôn ghi nhận nha các bác nhá uh, Đây này các bác nhìn này Ghế da cao cấp thông hơi xịn sò luôn Chân nỉ zin Em này thì bác chủ cũng lên được một màn hình cảm ứng rồi Đấy màn hình cảm ứng to bản luôn Cam lùi đầy đủ, đầy đủ luôn Đấy các bác nhìn này Cú số đây nhá Sắc nét không ạ Áo số là áo số zin nguyên bản theo xe vô lăng ba chấu, một mẫu xe i10 đời cao luôn 2018, số sàn mà chỉ có giá là 299 triệu đồng, đúng không ạ? 299 triệu đồng đấy các bác nhá à, Em xin chào bác Hà Quang Thánh này Chào bác Hoàng Bách này uh, Chào bác Nam Long các bác ơi Vào đẩy view lên cho em đi nhá Đúng không ạ, đẩy view mạnh lên cho em đi nào Em xin chào bác Toàn Hoàng Văn này Bác Nam Long ơi Y 10 hay là Morning số tự động thì em đi có Đúng không ạ Morning số tự động thì em đi có luôn Và có tầm đời 2010, 209, 2007 nhá Bác đang cần mua tài chính tầm bao nhiêu Thì cứ vào comment nhá Y10 uh, biển 34 này uh, Trước này là Y10 bản đủ 2015 phiên bản số sàn Đấy, phiên bản số sàn bản đủ Đối với cái dòng xe Y10 bản đủ Thì nó sẽ lên được rất nhiều đồ chơi trên xe Ví dụ như là la giác đúc này uh, Rồi uh, sinh nhan trên gương Có trang bị hai túi khí Và trang bị đề nổ start top xịn sò Như em này bác chủ thì đại lên phun được đồ chơi nữa rồi Từ những cái ốp cụm đèn pha này Đến tay nắm cửa Bác chủ đã ốp mạ chrome sáng bóng hết rồi nhá Ghế là ghế nỉ zin nguyên bản Trần 3D chống nóng rồi Đây Đề nổ start top xịn sò của các bác đây nhá Màn hình cảm ứng, cam hành trình và cam lùi đầy đủ rồi Thảm trải táp lô sạch đẹp luôn Củ số sắc nét Ghế da, ghế nỉ zin Thảm trải đầy đủ Đấy i10 này Các bác nhìn từ táp ly lô này Nhìn này những cái cái nút điều khiển của nó vẫn còn rất là đẹp nhá Đây Cửa này Đấy Cửa đóng mở rất chắc chắn luôn Đúng không ạ Một chiếc i10 2015 bản đủ đúng không ạ? Gọi là bản tiêu chuẩn đấy, bản đủ 1.2 đó. Với mức giá là 259 triệu đồng nhá. 259 triệu đồng. Ok bác Lâm Long ơi. Em xin chào bác Trần Sói này, một đầu chị bác Nguyễn Thanh Nam ơi, một đầu chị ơi à. Đây nhá, một đầu đây nhá bác nhá. 160 triệu thì bác có thể mua được Morning đời 2007 nha em đi rồi. Cố lên một chút xíu là mua được em Morning 2007 số tự động rồi. Đấy, bản nhập khẩu luôn nhá Nhà em đi thì đợt này morning toàn là bản nhập khẩu thôi à, Em xin chào bác Đúng Chu này Morning chạy lướt không em à, Anh Dũng Chu ơi, kia morning chạy lướt là tầm 20-21 là anh ơi à, Hiện tại đời cao vậy thì em đi lại chỉ lại lại hết mất rồi Em đi mới bán là 2019 xong nhá à, Các bác vào xem like, đẩy view lên cho em đi chăm mắt like nào Đấy, đẩy view lên chăm mắt like nào Đây, ngay bên cạnh đây còn có morning hơn một diện à, Chưa đến 200 triệu Đấy, Em này thì lên form mới rồi nhá à, Morning mà từ đời 2013 Đấy là đã lên cái form mới này rồi Em này là đời 2015 Màu đỏ đô đẹp luôn Được không ạ Động cơ 1.25 Đối với dòng xe Morning thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó Thực sự là nó quá ít các bác nhá Tầm 5 lít rưỡi thôi Đến 5 lít 8 trên 100 km đường trường Em này thì bốn quả lốp mới này Đấy bốn quả lốp mới luôn Rãnh sâu luôn này Riêng đối với dòng Morning này đi thì cực kỳ lành và bền Đúng ạ. Và nó là dòng động cơ 4 máy, đi xe khá là khỏe nhá, khá là khỏe luôn đấy. đăng kiểm thì em này để đăng kiểm đâu rồi. Đấy, sơn si đẹp luôn, mỏng tang luôn này. Kế là kế da hai màu rồi. Lên đầu đài màn hình và có trang bị cam đùi đầy đủ. Táp ly, táp lô, sần đẹp luôn. Trần còn bọc nguyên ni lông này. 195 triệu đồng nhá. 195 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm morning đi rồi. quay kỹ i10 2018. Ok anh Cường Phạm nhá. Ok anh cường Phạm này các bác ơi đẩy view lên cho em đi nhá. 100 mắt like rồi thì đẩy nó lên đi đừng để nó tụt view nó buồn lắm đây. Như em này các bác nhìn này, trang bị màn hình cảm ứng to bản cam lùi đúng không ạ? Sedan hai đầu đây các bác nhìn này, mẫu này để các bác mua về chạy dịch vụ quá hợp lý luôn. Từ những cái tay này, những cái tay nắm cửa và cái viền chân kính này, bác chủ bác cái ốp này các bác nhìn này, đẹp không ạ? Nó còn mới kính cong luôn. Đây lốp sau đây nhá. Lốp sau rãnh sông Đúng không ạ, rãnh sâu luôn uh, La răng này, bác chủ đã lên bộ la răng đúc uh, Như những dòng la răng đúc dạng phay này Thì sẽ phải rơi vào tầm 6 triệu rưỡi các bác nhé Được ạ, 6 triệu rưỡi Đấy, gầm bệ thì sáng Nội thất bên trong đây này Một siêu phẩm luôn Đây, đúng không ạ Trước này bác chủ lên một bộ ghế da mới xịn sò rồi Ghế da mới tinh không một vết xước Một vết rách Trần là trần nỉ zin nguyên bản Trần nỉ zin nhá Đây, cửa này Đúng không ạ đóng mở cửa chắc lịch luôn. Đấy. Đóng mở cửa chắc lịch luôn này. Đây, đây là bên tài nhá. Đúng ạ? Đấy, cửa đóng mở bên tài đây các nhìn này. Ổ khóa này. Ốc bản lề zin. Đấy thông số kỹ thuật đây. Innova à, I10, I10 2018 thì nó là dòng phiên bản lắp ráp tại Việt Nam rồi, nó là form mới rồi. Đây. Đầu đài nhá, lên màn hình rồi và vô lăng ba chấu đây rồi. Táp ly táp lô đẹp luôn, chân nỉ zin. 299 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một chiếc i10 sedan hai đầu đấy nhá. Em xin chào bác Bùi Trường này, vai ớt 2016 quá không chị? Vai ớt 2015 bản E số sàn được không bác Bùi Trường ơi? À, bác Duy Khương ơi, bán tải tầm 180 triệu thì thực sự luôn em nghĩ là không đi được bác nhá. Bán tải tầm đó thì nó khá là gì ạ? Khó. Trên 200 triệu thì bác có thể đi được chứ còn nếu mà ở dưới 200 triệu thì sẽ là một uh, sự gọi là khó đi đấy và nó đã tã rồi. Cố lên anh nhá, cố lên đi Ok các bác ơi, đẩy view lên cho em đi nhé Em xin chào bác Lam Lắc này virus uh, giá 200 không Bác Hoàng Thúy ơi, virus 200 em đi có luôn Được không ạ? Em đi có luôn Em xin chào bác uh, bác Vạn Sự Tùy Diên nhá Các bác ơi, chia sẻ mạnh lên cho em đi nhá Đây, Eco Sport Đời cao form mới nha em đi các bác này một chiếc xe được mệnh danh là một dòng xe SUV gia đình các bác nhớ 5 chỗ cầm cao Đấy Eco Sport thì nó quá nổi tiếng rồi và cái dòng này thực sự luôn nhà em đi ngày hôm qua chốt một em và ngày hôm nay lại chốt một em rồi và ngay buổi chiều hôm nay thì em đi lại về thêm hai siêu phẩm eco nữa màu trắng và màu đỏ đấy bác nào mà đang quan tâm và đang tìm mua eco màu nào thì cứ ai búc cho em đi nhá toàn siêu phẩm thôi 2010 em này là 2016 phiên bản số tự động bản full titanium lốp treo đèn cột nhá 2015 động cơ 1.5 này các bác nhìn này đăng kiểm đến tận tháng 2 2024 cơ. Đấy, đăng kiểm tận tháng 2 2024 và trang bị 7 túi khí trên xe các bác ạ, siêu phẩm luôn. Đối với dòng xe 5 chỗ thì hiếm của em nào mà đăng ký và trang bị những 7 túi khí trên xe như cái dòng Eco này nhé các bác nhìn này. Và cái mức tiêu hao nhiên liệu đây, em đi sẽ quay để cho các bác được uh, uh, tìm hiểu thêm này, 6,5 lít trên 100 km đường trường. Đấy, 6,5 lít trên 100 km đường trường nhá. Eco Sport 2015 bản full titanium lớp treo đèn cột với cái nước sơn màu xám lông chuột em đi đang chào bán với mức giá là 415 triệu đồng. Đây các bác nhìn này. Lên đầu đài màn hình ở bên trên rồi và bên dưới thì vẫn là gì ạ? đầu đài CD nhá. Điều hòa auto rồi, có sửa kính đầy đủ rồi. Đây, củ số đây. Ghế da zin nguyên bản, trần là trần nỉ zin, cửa sổ trời nha. Đây rồi. 415 triệu đồng là các bác đã Dinh ngay được một siêu phẩm Eco nhà em đi nhá. Em xin chào bác Trường Bùi quay xe với ớt đi ạ à? Ok bác chờ em nhé Bác Trường Bùi ơi Bác muốn mua vai ớt tầm mấy trăm ấy nhở à, Nếu mà tầm uh, 200 thì em đi đang có một siêu phẩm uh, Vai ớt đời 2010 bác nhá 2010 số sàn Đấy và với mức giá 195 triệu đồng thôi Em đi sẽ đi tìm và quay cho các bác nhá Còn vai ớt 2015 bản e đấy bản e tư nhân sử dụng không khoan đục lên full đồ chơi xe có nút sơn màu bạc đẹp với mức giá là 345 triệu đồng nhá các bác nhá các bác vào xem like thả tim thả like và đẩy view lên cho em đi nhá mọi người đang cần và đang quan tâm mẫu nào thì cứ vào comment đi em đi sẽ quay lần lượt đây bác nào vừa hỏi em đi tầm 160 triệu morning này thì em đi sẽ quay cho bác thêm một chút xíu đã nhá các bác nhá lần lượt đúng không ạ cứ lần lượt từng người một đây một chiếc morning số tự động đời 2008 đăng ký lần đầu 2010 này các bác nhìn này. Em này là một chủ sử dụng từ mới nguyên biển 4 số lại 3608, màu xanh nước biển cực kỳ đẹp luôn. La răng đúc lốp mới cả dàn luôn. Đấy, sinh nhan trên gương. Ốp mà có cả vẻ chắn mưa rồi. Đây này. Nội thất bên trong đây nhá, siêu phẩm luôn. Ghế da, lên bộ ghế da. Cao cấp thông hơi xịn sò rồi, chân nỉ zin. Em này bác chủ lên được màn hình cảm ứng, cam hành trình và cam lùi đầy đủ rồi. Đây các bác nhìn này, nó quá cứng luôn, Đúng không ạ? Xe nó quá cứng luôn từ cái phần tắp ly tắp lô cho đến vô lăng đây quá nhá. Sần đẹp như này cơ mà. Đấy bác chủ thì có một cái thói quen là để tay ở đây, chính xác là để tay ở hai bên này thì nó sẽ có cái đường vân một chút xíu ở đây thôi. Nhưng mà những cái chỗ này cái đường đây và cái phần logo thương hiệu nó còn khá là đẹp luôn. Và xe này đi cực kỳ đầm và chắc các bác ạ. Đây, cần số thẳng nhá. Em này thì có trang bị điều hòa ô tu rồi. Đây, có sửa ghế đầy đủ nhá. Và sửa kính. Đúng không ạ. Còn thông gió đây, xe cực kỳ là chất luôn này. 2008 đăng ký, 2010 đăng ký lần đầu nhá. Đúng không ạ. Năn bánh lần đầu. 198 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một chiếc xe Kia Morning. Đúng không ạ. À, bác Trương Bùi ơi tầm 300 mà Tầm 300 thì uh, vay ớt um, 2013 Nhưng mà em đi lại bán mất rồi Mới về cho bác chủ Thái Bình rồi à, Bác cố lên đi lấy con 25 345 triệu đồng Em đi sẽ để giao lưu cho bác nhá à, Bác Vạn sự Tùy Duyên ơi cho Quay cho anh xem con Y10 sedan hai đầu bản đủ uh, đời 2014 15 à, anh bạn sự tùy duyên ơi nếu mà bạn đủ xe đan hai đầu thì hiện tại em đi không còn anh ơi em đi còn một chiếc xe số tự động nhá 2018 bạn đủ sedan và với mức giá là 380 triệu triệu đồng nhá bác vạn sự tùy duyên nhá em xin trả bác nguyễn thuật về quay a -sen tự động ạ acen a sen tự động thì em đi đang có a -sen 2011 anh ơi 2011 màu bạc đẹp luôn và à, màu màu xám đá và màu uh, lông chuột nhá đấy và với mức giá là 345 triệu đồng 345 triệu đồng bác Nguyễn Thuật nha Các bác ơi đẩy view mạnh lên cho em đi nhá Ở Xe này Innova 2015 form mới nhà em đi này Đúng không ạ bán tải của các bác đây Tri Tông 2016, số tự động, biển Hà Nội đẹp, máy số ZIN, lên full đồ chơi rồi. Một chiếc bán tải Tri Tông, một mẫu xe pick up cỡ nhỏ nhất trong dịa phân khúc các bác nhá. Đây này, lốp mới cả dàn luôn. đấy là răng đúc đẹp, phanh nga bét trồng cứng đầy đủ luôn. À, em đi chia sẻ với các bác một chút xíu là em này thì, em Tri Tông này thì đã theo em đi lên tận cả uh, khu vực uh, gì ạ? Lào cà diện Bắc Cạn Đấy đã theo em đi lên tận Bắc Cạn Đấy và nếu mà thực sự những cái con đèo mà từ chân cho đến tận đỉnh đèo mà không có em Tri Tông này thì chắc chắn là không thoát khỏi được Không đi nổi luôn Nên là bác nào nhớ mà ở vùng núi này hay là bác nào mà hay phải đi đèo ấy, Thì em nghĩ là các bác lên đi bán tải các bác ạ Quá xuất sắc luôn Đấy Bán tải Chi Tông 2016 số tự động một cầu lắp thùng bệt lên full đồ chơi rồi Cam hành trình, cam lùi và màn hình to bản luôn Em này thì máy số zin màu bạc đẹp nhá Với mức giá 469 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một chiếc ti tông này Bác Trần Đoàn ơi, xe Vick em đi có 210 nhá Các bác cứ vào xem like, thả tim đẩy view mạnh nên em đi sẽ quay chi tiết cho các bác luôn Được không ạ, đây này Ghế da cao cấp 2, dịa hai màu xịn sò luôn, trần nỉ zin Lên full đồ chơi rồi Màn hình cảm ứng, cam hành trình và cam lùi đầy đủ nhá Em này ốt đồ chạy chuẩn là 8 bạn 7 đây các bác nhỉ Đấy, ốt đồ chạy chuẩn là 8 bạn 7 luôn Tắp đi tắp lô đẹp, củ số này Và cái dòng này thì uh, đề nổ startup Thì nó lại ngay ở bên 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 tay trái này Đấy, mới đầu là em đi chưa quen là Cứ đi tìm, nhưng về sau là ngay bên tay trái Gương kính trình điện của mở điện đầy đủ rồi Xe khá là cứng và đẹp luôn nhá 469 triệu đồng là cái giá em đi Đang chào bán cho một chiếc chi tông nhá Em xin chào bác Hùng Dương này La City xe đích đời 209 có nhá bác Hùng Dương ơi à, Có form mới cuối 2018 Giá 380 Mua được xe không bạn Bác Chu Hiến ơi, chiếc nào ạ À bác đang muốn chiếc nào mà cuối form à, cuối form mới 2018 380 hả anh ơi. Đấy, mà chiếc uh, i10 ạ à, anh, i10 ạ. À. i10 hay là xe nào nhỉ? Đây Vios đây rồi các bác ơi. Vios siêu phẩm của em đi đây rồi. 2015 số tự số sàn bản e xịn sò đây rồi. Đây, em này thì biển 22A nhá Xe thì có nốt sơn màu bạc đẹp luôn Tư nhân sử dụng là răng đúc đẹp luôn bốn của lốp như mới Và dòng này thì đã có trang bị cả cụ phanh ABS trong bó cứng bốn bánh rồi Đó, xinh nhan trên gương này Gương kính trịnh điện cùng mở điện Tất cả lại tay nắm cửa hay là viền chân kính Bác chủ ốp hết mạng chrome rồi Đấy nhá Như em này là mức tiêu hao nhiên liệu Đây các bác nhìn này 6,3 lít trên 100 km đường chuồn luôn Em xin chào cảm ơn bác Phạm Thành nhá Các bác ơi đẩy view mạnh lên cho em đi nhá Ghế da cao cấp thông hơi xịn sò luôn Này bác chủ đã lên một bộ ghế da đẹp rồi Chân nỉ zin Lên full đồ chơi rồi Màn hình cảm ứng to bản Cam hành trình và cam lùi đầy đủ Vô lăng ba chấu này Túi khí trang bị đầy đủ rồi thảm trái tắp lô ờ, thực sự luôn là nhiều bác là cứ bảo là ờ, tại sao lại mua xe cũ nhỉ nhưng mà với cái tầm tài chính các bác chỉ muốn diện mua xe cũ để rồi sau mình có thể lâm đời này hay là khi mình bán đi thì cái giá trị của nó sẽ không gì? bị xuống quá nhiều và khi mà các bác mua xe cũ thì sẽ rất hời được rất nhiều thứ nhá thứ nhất là gì ạ những cái uh, ốp cụm đèn pha hay là ốp đèn hậu, tay nắm cửa gương kính. Đấy, độc cái lặt vặt này thôi là cũng đã rơi tiền triệu này. Rồi, rồi các bác nào mà mua được bác chủ bác lên được cam hành trình, cam lùi và màn hình đầy đủ nó cũng lại rơi tiền tiền chục triệu nữa. Đấy, bác nào là còn lên bộ sản năm bộ sản 5D nữa lên các bác mua xe cũ cực kỳ là hời, thực sự luôn. Những cái đấy thì ở những cái mà gì ạ, trang bị hay là lên đồ như vậy thì bọn em sẽ không bao giờ tính tiền nhá các bác ơi không bao giờ tính vào tiền xe không bao giờ tính vào cái giá giá trị của xe nên là bác nào mua xe cũ cực kỳ là hời luôn đấy 380 triệu vay ớt đi bạn form mới 380 triệu 2018 form mới ạ à? 2018 form mới bản e à, anh ơi bản e à. à bác chú ý ơi bản e hay sao đấy tiếp theo bán tải này Bán tải thì em đi có thêm cả B diện BT50 và su đấy mắc đây các bác nhìn này. Đấy quá nhiều siêu phẩm luôn. BT50 2015 phiên bản số tự động một cầu em này zin đét toàn phần luôn. À, và chú đúng không ạ? À, anh gọi là gì ạ? Chú bạn. Đấy của chú nhà em thì đã để lại cho em đi một siêu phẩm lại biển 14C. Lốp mới cả gian, máy số zin luôn, lắp thùng bệt nhá. 458 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm BT50. Đấy và tiếp theo thì em đi đang có một siêu phẩm uh, Isuzu D-Max này. Bác nào mà muốn bây giờ mà muốn mua ban tải thì khá là hợp lý đây các bác nhá. Nhà em đi đang rất nhiều này. Hồi bụi bay ăn rồi. Uh, anh Phong đặng Văn ơi ở bên này nhà em thì uh, cái nền của nó ấy là nền uh, đất Đấy, lên đất mà giải bằng đá Nên là khi anh em đi xe, quay xe thì nó rất nhiều bụi Và đây thì lại ngay là đường mặt lớn nhá Đường đường lớn nên là khi mà nó bị bụi rất nhiều luôn anh nhá Đây là BT50 rồi già Và đến vào em Isuzu Đế Mắc đời 2016 Đăng ký lần đầu 2017 Một chủ sử dụng từ mới Đó không ạ, một chủ sử dụng từ mới Sơn si tới 96% nhá Nắp thùng cao Em này thì bác chủ lên full đồ rồi Lên full đồ chơi rồi Là còn biển Hà Nội đẹp này Đấy, biển Hà Nội đẹp Bác nào mà muốn mua về cho công ty hay là mua về để chạy uh, chạy phục vụ công việc thì khá hợp lý này Đèn bi xê lông siêu sáng La răng 5 chấu đúc nha To bản luôn, lốp mới cả dàn luôn này Bộ lốp này các bác tha hồ đi 125 nữa, đúng không ạ, mới phải thay Cụm phanh hai bét trồng bó cứng đầy đủ rồi Đây các bác nhìn này, cái sơn zin của nó nghe nó nghe, nó sướng như này cơ mà Đấy, có trang bị ốp gương rồi, sinh nhan trên gương Đấy nhá Em này là, các bác nhìn này, ghế ra zin nguyên bản theo xe, đúng không ạ? Chân nỉ zin. Lên full màn hình cam hành trình và cam lùi đầy đủ rồi. Các bác nhá không thiếu một cái thứ gì rồi. Các bác về chỉ việc đổ xăng và đi thôi. Em đi đang chào bán một chiếc uh, Isuzu D-Max 2016. Đăng ký lần đầu 2017 với mức giá là bao nhiêu ạ? 535 triệu đồng, bao phí rút hồ sơ. Em xin chào bác Kim Dung Un này ôi ôi, Kim Dung Un ạ à. à, Có pho tầm 400 hay không à, Anh ơi pho là pho gì ạ à? Đấy à, Pho tuler hay là pho eco sport Hay là pho gì Chứ hiện tại là pho thì rất nhiều Đây A -sen, bác nào vừa hỏi em đi Đây này siêu phẩm đây này Em xin chào bác Nguyễn Quân nhé, Asen số sàn bản đủ 2020 giá bao nhiêu? Bác Nguyễn Quân ơi, nếu mà Asen thì hiện tại em đi có một siêu phẩm 2018 màu trắng bản đủ máy zin anh nhá. Và em đi đang chào bán với mức giá là 390 triệu đồng anh Nguyễn Quân nhá. Còn 2020 thì anh có thể cân lên cho em đi nhá. Đây. Asen nhập khẩu nguyên chiếc số tự động đời 2011, em này thì đẹp xuất sắc luôn. Đúng không ạ? cái phần sơn si của nó cái này này các bác nhìn này từ những cái đường dập nổi trên phần nắp capo hay những cái đường gì ạ đường chỉ đấy xuyên suốt như phần thân xe đã thấy nó đẹp rồi có ốp đó ạ ốp mạ chrome cụm đèn pha biển 20 a a số tự động 2011 em đi đang chào bán với mức giá là 345 triệu đồng nhé các bác nhé 345 triệu đồng đây các bác nhìn này ghế da xịn sò rồi à, bác chủ đã lên hẳn một bộ ghế da nhá một bộ áo ghế nguyên cho một dàn này đúng không ạ sàn trải 5 d cùng tông màu với ghế luôn này vô lăng ba chấu trang bị túi khí rồi đây này và có cả gì ạ à, điều chỉnh này đúng không ạ đầu đài màn hình di nguyên bản theo xe với cái dòng asean này thì uh, có một cái nhược điểm các bác ạ là asean thì tất cả các dòng đều là điều hòa cơ đấy thế một cái nhược điểm khá là gì ạ à, hay, hay cho cái dòng xe asean tắp đi tắp lô đẹp Trần chỉ đỏ này Đấy, Trần chỉ đỏ xịn sò luôn 2011 số tự động động cơ 1.4 Em này thì ăn xăng cũng ngang ngửa vay ớt thôi 345 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm ASEAN nhé các bác ơi à, Bán tải tầm à, pho tầm 450 à À, em cảm ơn bác Dung Nguyễn nhá Nếu mà bán tải pho thì em em ly lại không còn rồi bác nhá Bán tải thì em đi chỉ còn có BT50 Đấy, có Tri Tông, có D-Max và có ờ uh, Colorado Colorado thôi nhá bác Kim Jong Jun nhá. Các bác vào xem nay like, thả tim đẩy view mạnh lên cho em đi nhá, đừng để tụt view này các bác ơi. Tiếp theo, siêu phẩm máy dầu nhà em đi các bác ơi. Một chiếc xe Sorento đời 2010 đăng ký 7 chỗ ngồi. Em này là bản full kịch luôn, bản limited các bác nhá. Bản limited luôn này. Tất cả là các bác nhìn này, cụm đèn pha thì đã được uh, độ lên đèn halogen siêu sáng rồi. Đấy, à đèn đèn bi cầu đúng không ạ? Đèn cầm cũng trang bị đèn cờ, đèn diện, đèn bi cầu rồi Và em này thì có cả rửa đèn pha này Có cả rửa đèn pha này Đấy, và nội thất bên trong này Sinh nhan trên gương Gương kính chỉnh điện cục mở điện Mở cửa bằng một nút chạm trên cánh cửa Đây, ghế chỉnh điện 10 hướng Ok không ạ? À, ghế chỉnh điện 8 hướng Em này thì còn có cả gì ạ? Nhớ ghế nhá Có cả chế độ nhớ ghế này Có trang bị uh, đèn auto Hệ thống trông trường và hệ thống chống đổ đèo đầy đủ rồi và có cả chế độ eco đấy chế, chế độ eco là cái dòng chế độ gọi là gì ạ siêu tiết kiệm nhiên liệu các bác nhá đây này ghế da xịn sò cửa sổ trời toàn cảnh proma đấy và em này thì mỗi một hàng ghế các bác nhìn này mỗi một hàng ghế đều có trang bị một màn hình cảm ứng xịn sò luôn các bác nhá và em này thì à, bác chủ cũng lên được một màn hình z tech xịn sò rồi điều hòa auto hay vùng độc lập có sửa ghế xây ghế này đây, sửa ghế, xây ghế và có sửa kính, xây kính Hàng ghế phía sau cũng có sửa luôn Tắp đi tắp lô, đẹp luôn Vô lăng ba chấu, đây các bác nhìn này Có đuôi con trô đầy đủ rồi đây, Xe xịn sò luôn đúng không ạ 535 triệu đồng Là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm uh, Sorento 2010 mấy dầu các bác nhá uh, Các bác vào xem like thả tim, thả like Và để view lên mạnh cho em đi nhá uh, đẩy view mạnh lên cho em đi nhá uh, Các bác mà đang quan tâm mẫu nào thì cứ vào comment mạnh lên nào uh, quay ngang đây thì chắc chắn là một em xe Avante rồi Đấy Bác nào mà muốn mua vai ớt số tự động thì cũng có thể mình tham khảo sang sang dòng Avante các bác nhá à, Tầm 300 bác Nguyễn Tâm Hiền ơi Innova tầm 300 em đi có nhá bác nhá Em xin chào bác Liên Nguyễn này co xem con Avel vàng cát đi Ok bác Liên Nguyễn này Bác Nguyễn Tấn Hiền chờ em đi một chút xíu nhá Em đi sẽ quay cho bác một chiếc Innova 2010 Bạn G xịn đây Và dưới 300 triệu Bác vẫn còn dư vài chục triệu để gì uh, ạ Mình uh, làm ăn Đấy bác chờ em đi chút xíu này Đây nhá, Avel của bác đây À xe ATM có 2010 nhá bác nóng xúc xích ơi, bác chờ em đi chút xíu nhá. ở Cerato 2.0 2019 thì hiện tại em đi đang hết rồi. Và với cái tầm 2.0 2019 thì em đi đang có bản Luxury và với cái mức giá là tờ gần 600 hay trên 600 nhá bác trai Hải Dương ơi. Em đi hiện tại tầm đấy thì lại hết mất rồi. Đây bác Liên Nguyễn ơi. Avel à, màu vàng cát của bác đây Đời 2015 phiên bản số sàn Đấy Một mẫu xe mà các bác cũng có thể mua về để chạy dịch vụ khá hợp lý luôn Ở So với tầm đời với vai ớt thì em nó rẻ hơn hẳn nhá Động cơ 1.5 Đấy Động cơ 1.5 này Em này thì sơn si mỏng tang luôn Tay nắm cửa viền chân kính hay là ốp mạ chrome hết rồi Đấy có cả vẻ chắn mưa đầy đủ này Vô lăng 4 chấu xịn sò các bác nhá lên màn hình cảm ứng to bạn rồi cam lùi đầy đủ tắp đi tắp lô đẹp em này thì là tư nhân sử dụng không khoan đục các bác nhá tư nhân sử dụng không khoan đục luôn ghế da cao cấp trần nỉ zin 225 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một chiếc avel đây các bác nhìn này tắp ly đây nhá được không ạ và những cái núm điều khiển của nó còn sắc nét và đẹp như này đây những cái núm điều khiển đây các bác nhìn này Đúng không ạ, 2015 thì em nó cũng đã được 7 năm sử dụng rồi Một mẫu xe 7 năm sử dụng thì nó cũng dạng Uh, đã uh, 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 Sử dụng rất nhiều rồi Mà bác chủ bác vẫn còn giữ được gìn như này là quá đẹp nhá 225 triệu đồng Là cái giá em đi đang chào bán cho một chiếc Avel 2015 phiên bản số sàn Đấy ok không ạ uh, Bác xúc xích nướng nhá Xe bích thì ngay ở trên đầu đấy rồi Xe bích thì em đi có mười số tự động Động cơ 1.8 Và với mức giá là 318 triệu đồng Bác nhá, đây, còn xe bích thì ngay đây rồi đấy Và chờ chút xíu nữa thì em đi sẽ quay đeo uh, uh, nhá, ở đây Innova cho các bác đây Đúng không ạ Một chiếc xe Innova đời 2010 Bản G xịn xòa các bác nhìn này 12 năm sử dụng Mà chiếc xe nhìn nó còn bóng Và cái nước sơn của nó còn zin như thế này Thì nó quá là đẹp rồi các bác nhá Bác nào mà đang cần tìm Innova Để có thể tham khảo vào diện ạ Và xem em này này Đấy. Bác quê huyện ơi Fortuner máy dầu em đi có nhá 2018 à 2011 đi bác đây, 2010 bạn G đăng ký 8 chỗ ngồi tư nhân sử dụng không khoan đục Đây các bác nhìn này Cụm đèn pha nó sáng bóng như mới luôn Biển 98A Sơn si mỏng tang Đấy, Sơn si mỏng tang có ốp gương này Rồi lốp mới cả dàn luôn Là răng đúc đẹp Cụm phanh ABS chống bó cứng đầy đủ Em này thì đăng kiểm các bác ơi Đăng kiểm tháng 10 2023 nhá Đăng kiểm tới tháng 10 2023 cơ Ghế da đẹp xịn sò rồi Lên đầu đài màn hình Cam hành trình và cam lùi đầy đủ Trần còn bọc nguyên ni lông xịn sò và với mức giá 275 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một chiếc i10 hay uh, chiếc Innova 2010 nhá. 2010 275 triệu đồng. Đấy bác uh, uh, bác xúc xích lướng nhá. Vai ớt của bác đây rồi. Còn bác tấm hiền này. Uh, uh, Innova này Innova của bác Hiền tấn hiền đây nhá. Bác xúc xích lướng ơi. Xe của bác đây nhá. Bác Nam Tony ơi, 200 đến 250 triệu bác chờ chút xíu nhá. Tầm đấy thì bác có thể mua được uh, Morning, mua được i10, mua được Lacetti SE hoặc là Cedic nhá, những cái dòng xe tầm tiền với bác. Có con Vios là tầm 200 không em, bác Nguyễn Cường ơi, em đi có nhá. Em đi đang có một chiếc xe Vios đời 2010, số sàn màu đen và với mức giá 195 triệu đồng thôi anh nhá. Uh, bác Nguyễn Cường nhá. Đây Bác Lưu Quyên Hòa ơi, Fortuner thì em đi có 21 số sàn máy dầu thôi và với mức giá là 2535 triệu đồng. Bác Liêm Nguyễn ơi, Vios 2018 thì em đi không còn nhé. À, Civic của bác xúc xích nướng này. Một chiếc Civic đời 2010 biển 15A. Xe có lớp sơn màu đen đẹp luôn. À, cái dòng xe này thì em khờ, em nghĩ là nó không khác gì như là mình đi Atis các bác ạ. Nó đầm chắc đấy và cảm giác xe nó nó chỉ diện nó đơn giản thôi và cái dòng xe đời thấp này thì em nghĩ là uh, các bác nào mà cứng tuổi ấy, thì đi những cái dòng xe vích này khá là đẹp đúng không ạ là răng năm chấu này bốn quả lốp mới luôn đấy bốn quả lốp nó mới rãnh sâu như này mà ngập ngón tay của em đi luôn ở sinh nhan ở bên sườn trước này thì đăng kiểm đến tận tháng 10 12 2022 à còn hai tháng nữa thôi Đó, còn hai tháng nữa này ghế da xịn sò rồi đấy ghế múi xịn sò luôn nha Chân là chân 3D chống nóng rồi Em này bác chủ cũng lên được một màn hình cảm ứng to bản rồi Cam lùi đầy đủ đấy Có thảm trải tắp lô này các bác nhìn này cù số đây Động cơ 1.8 nhá Civic Đúng ạ à, Một chiếc Civic 2007 ạ à? Ôi chiếc này mới về à Chiếc Civic này mới về các bác ơi nhé em đi còn một chiếc Civic 2010 cơ Em này là 2007 này Và với mức giá là 250 triệu thôi 250 triệu là các bác dinh ngay được một em Civic 2007 đây rồi Đấy, còn một chiếc 2010 nữa Các bác vào xem like thả tim thả like đẩy view mạnh lên nào Đẩy view mạnh lên cho em đi nhá à, Bác đờ, Bình Đắc Bác ơi, Túc Sơn em đi có nhá Túc Sơn em đi có 2010, đúng không ạ à, Dòng 5 chỗ, dòng 5 chỗ gầm cao Thì hiện tại chỗ em đi bây giờ đang có Eco Sport này, đang có Túc Sơn này Rồi có cả diện Sport S nhá Bác nhá, bác có thể tham khảo nhá Đây, ok không ạ À, bác nguyễn luân ơi bán tải hay lắc thêm đi không còn đúng không ạ em hiện tại bán tải thì chỉ còn có bt 50 mươi Ranger à, có bt 50 có isuzu d max và có tri tông với lại hai à, với lại gì ạ uhm, xin nhở tự nhiên quên Colorado nhá nào các bác vào xem nay thả tim đẩy view mạnh đi cho em đi nào đẩy view mạnh lên nhá em xin chào bác quang phượng này uh, for eco đời bao nhiêu chiếc Eco Sport là đời 2015 phiên bản số tự động bản phun Titanium nhá và có nút sơn màu uh, xám lông chuột đấy màu nâu gọi là màu nâu uh, nâu cà phê thì chính xác hơn màu titan và em đi đang chào bán với mức giá là 415 triệu đồng nhá. Đây này, biển 11A, đấy, sơn xi si mỏng luôn. Trang bị bảy túi khí trên xe. Em này thì lên full đồ rồi. Màn hình cam hành trình và cam lùi đầy đủ nha bác uh, Quang Phương nhá. Eco thì em đi đang trên đường về hai siêu phẩm màu đỏ và màu trắng nữa cơ. Đấy, màu đỏ và màu trắng cực kỳ là đẹp luôn. Được không ạ? À, em xin chào bác Phạm Trung Quai nhá Nhiều xe đẹp quá Cảm ơn bác nhá Các bác vào xem like Thả tim thả like Đẩy view mạnh lên nhá Đẩy view mạnh lên nào Đấy còn Innova giá rẻ hơn Thì em đi đang có một siêu phẩm nữa 2008 đăng ký lần đầu 2009 này Biển Hà Nội đẹp luôn Được không ạ Sơn xi si mỏng và tất cả những cái mẫu xe Nhà em đi đây đều là xe tư nhân không quan Các bác nhá Đúng không ạ? Mua được một em xe tư nhân không khoan ấy là nhà em Ni đã phải lùng khắp cái khu vực miền Bắc này luôn các bác ạ. Đây. Thế này gọi là không khoan đục các bác nhá, không có một vết keo dính nào. Đúng không ạ? Có trang bị túi khí đầy đủ rồi. Em này thì đà đầu đài riêng nguyên bản theo xe. Ờ, ghế ra, bác chủ lên một bộ ghế ra Có cấp thông hơi xịn sò rồi Lên trần 3D chống nóng nhá 265 triệu đồng Là cái giá em đi đang chào bán cho một chiếc xe Innova 2008 Đăng ký lần đầu 2009 Và cái đời này thì đăng ký 7 chỗ nhá các nhá Đăng ký 7 chỗ ngồi rồi Đấy, vẫn là đăng ký 7 chỗ ngồi à, Túc Sơn 2010 Số tự động hai cầu à, Máy máy xăng nha nhá Máy xăng à, Trước đó thì đã lên uh, Eco rồi Và có nước Sơn màu lâu vàng Em đi đang chào bán với mức giá là 438 triệu đồng nhá Bác Bình Bác ơi à, Nếu mà bác quan tâm ấy, thì hãy để lại số điện thoại Sau buổi live em đi gửi hình ảnh và gửi video, video chi tiết cho bác nhá Đây Cát đây Captiva thì hiện tại em đi đang có 207 này và có 209 nhá. À, thì ngay cạnh đây em đi đang có một siêu phẩm Captiva 209 này này. Màu đen đẹp luôn. Đây, bác nào mà thích Captiva thì em em nó được quá siêu phẩm luôn, biển 89, màu đen đẹp. Số sàn, động cơ là 2.4 đúng không ạ? Triệu bác Tiêu Sơn nhá. Captiva 209 màu đen Lên đèn bi xe lông siêu sáng rồi Có trang bị sinh nhan trên gương Gương kính chỉnh điện của mở điện Đây nhá, lốp mít để các bác nhìn này Đúng không ạ, rãnh sâu, ta lồng dài La răng đúc này La răng đúc 6 chấu to bản luôn Cũng vành à bé cho nó cứng còn vàng ống Cầm bệ nó sáng như này không mà Đúng không ạ, gầm bệ sáng đẹp Sơn si nó mỏng tang một mẫu Captiva các bác nào mà đã từng đi rồi hay là từng biết và cảm nhận thì xe đi cực kỳ là thích đúng không ạ? Cái dòng của Mỹ mà, nên là thân vỏ của nó cực kỳ là rắn chắc Đấy, săn luôn, đấy Cứng cáp, ghế chỉnh điện Đúng không ạ, ghế chỉnh điện 6 hướng rồi Em này thì vô lăng 4 chấu này Đây, gương kính chỉnh điện cùng mở điện đầy đủ rồi nha Tắp đi tắp lô, đẹp như mới luôn này 2009 số sàn Lên màn hình cảm ứng Đấy, điều hòa auto, có sửa kính xây kính đầy đủ Trang bị hệ thống chống chân trượt, hệ thống chống đổ đèo đầy đủ rồi Và với mức giá là bao nhiêu ạ? 228 triệu đồng thôi là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Captiva 2009 nhá. Các bác vào xem nay like để view mạnh lên cho em đi nhá. À, bác Trần Đoàn ơi, có con Cruis thì không chị, túc sơn bao nhiêu tiền? À, túc sơn em đi bán 438 triệu đồng nhá bác Bình Bắc ơi. 438 triệu đồng 2010. Bác Trần Đoàn ơi, Crui thì em đi có nhiều ạ? Crui thì em đi có nhiều luôn. 2011, 2012 và 2013. Đấy, bác đang thích mẫu nào? Xe của các bác này màu đen đẹp đời 2009 nha Em này là đời 2009 này Một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc Một uh, dòng xe sedan phân khúc hạng C La răng uh, 5 chấu to bản luôn đấy Lốp mới cả gian Em này thì có trang bị lên uh, uh, cửa sổ chơi này đề nổ xa tốp xịn xò Đây các bác nhìn này Điều hòa auto có sưởi kính, sưởi ghế đầy đủ rồi. Mà ghế da hai màu, trần nỉ zin. Đây cửa sổ trời của các bác đây nhá. tắp ly, tắp lô đẹp luôn đây này. Em đi đang chào bán một chiếc xe đích đời 2009 với mức giá là 238 triệu đồng thôi. 238 triệu đồng nhá. À, bác Lưu Ma Linh ơi, nhà em đi thì chuyên xe con nhá. À, nhà em đi thì chuyên xe con thôi, không có bán xe xe tải nhá bác nhá. À, em xin chào bác Phạm Trung Quai này có con kết không chị đời 2010. Bác Phạm Trung Quai ơi, 2009 được không ạ? 2009 hay 2008 được không bác? Hiện tại thì em đi đang có hai chiếc. 2009 màu bạc nhá và với mức giá là 150 triệu và 2008 là 145 triệu đồng nhá bác Phạm Trung Quai nhá. Em đi vừa mới về thôi nên là chưa lên kịp lên siêu phẩm. Có Giang Hát à, bác Phạm Bá Quỳnh ơi, có gì ạ? Bác đang uh, nhắn tin gì nhỉ? Các bác ơi comment đẩy view mạnh lên cho em đi nhá Đẩy view mạnh lên 300 mắt like Cho nó dịa vui nè Đấy các bác mỗi một các bác thôi Dành 1 đến 2 giây chia sẻ lên Trang cá nhân và hội nhóm để đẩy view lên cho em đi nhá để Em xin chào bác Minh Sự Đây Fortuler của bác nào vừa hỏi em đi này một chiếc xe Fortuner 2011, phiên bản số sàn máy xăng à, máy dầu nhá Ở Cái dòng này là phiên bản số sàn máy dầu, động cơ 2.0 Em này thì uh, lên đèn bi xe lông rồi, biển 89A Xe có nốt sơn màu đen đẹp luôn Đấy, Trước này thì bác chủ cũng lên được đầu đài màn hình Có trang bị cam lùi đầy đủ nhá Sơn si mỏng tang luôn Đây, cửa này Các bác ơi, cửa đóng mở chắc nịch luôn Đúng không ạ, ổ khóa này, sáng như gương luôn này Ổ khóa nó sáng đẹp như gương luôn Ghế da xịn sò rồi Đây đầu đài màn hình đấy nhá Có thảm trải táp lô đẹp Trang bị túi khí đầy đủ Trần là trần nỉ zin Mỗi một hàng ghế thì đều có trang bị hai cửa gió điều hòa Nên các bác ngồi ở phía sau sẽ không sợ nóng nhá Đây này, củ số sắc nét luôn Vô lăng 4 chấu Em đi đang chào bán chiếc Fortuner 2011 Số sàn máy dầu Với mức giá là 535 triệu đồng nhá 535 triệu đồng Bác Nguyễn Nhân ơi, Mazda em đi có luôn. Đấy bác muốn mua Mazda tầm bao nhiêu tiền? Mazda thì em đi có Mazda um, Mazda 3S đời 2017 đúng không ạ, 2017 uh, số tự động. Đấy bạn phun phanh tay điện tử nhá. Và với mức giá 535 triệu đồng, xe có lúc sơn màu đỏ đẹp luôn. Đây, Cruise của bác nào vừa hỏi em đi nhỉ? Bác nào vừa hỏi em cruise thì hãy vào trong like và chấm một chấm giúp em đi, em đi sẽ quay siêu phẩm nhá. Biển 89A này, một chiếc xe Chevrolet Cruy, một mẫu xe sedan phân khúc hạng C này, bao đẹp luôn. Các bác nhìn bộ la giang đúc này có đẹp không ạ? Chính xác là bộ la răng đúc này là bác chủ đã độ lên này các bác nhìn này Bác cái dán hết những cái đề can này Nhìn lên bộ la răng đúc nó đã có sự khác biệt hẳn rồi Đúng không ạ Lốp mới cả dàn luôn Đấy lốp mít nhá Lốp mít là một dòng xe lốp xịn xò luôn Đúng không ạ Đi êm này và có độ cách ồn rất tốt Sơn si mỏng tang luôn Cruy 2013 số sàn Một chủ sử dụng từ mới Em này máy số zin luôn Máy số zin luôn Em đi đang chào bán với mức giá là 275 triệu đồng nhá 275 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho chiếc xe cruy đây à, Bác Trường Phạm ơi, có con nào 100 uh, ăn Uh, uh, ăn 7 lít xăng à Bác Phạm Trường ơi Nếu mua 100 triệu ấy, thì bác có thể mua được Spark nhá Và 0.8 thì em nó chỉ rơi vào tầm 4 lít rưỡi đến 5 lít trên 100 km đường trường thôi nhá Bác Hàng Hải Ngọc ơi Serato 2018 thì em đi không còn bác nhá uh, Serato 2018 sau sàn em đi thì càng không còn uh, 5 chỗ cầm cao không đi em có nhá bác ơi 5 chỗ cầm cao thì em đi có Kia Sport S Em đi có Eco Sport và em đi có Túc Sơn nhá bác ơi Đây sẽ đi quay Sport S cho mọi người này ngay bên dưới đây em đi đang có một siêu phẩm Kia Sport S luôn. ASEAN 2016 bản nhập số sàn bác nào còn dạ, có muốn không ạ? Đây. Một chiếc Kia Sport S em này là đời 2011 nhá, bao đẹp luôn các bác ơi. Colorado này. Ờ à, Sport S đâu rồi ta? Colorado Sport S đâu nhỉ? Các bác vào xem like, thả tim, thả like chấm view lên cho em đi nào. Đây. i10 bản đủ sedan hai đầu 2016 cho em đi này. À, và bên dưới đây thì có một chiếc Nissan Tenna Đấy, Nissan Tenna mười Đây rồi, Sport S của các bác đây rồi. Các bác ơi vào xem like, thả tim, thả like đẩy view mạnh lên cho em đi nào. Đẩy lên trăm mắt lên nhá. Em xin chào bác Tài Nguyễn này Innova số tự động xe gia đình có không em? Innova số tự động thì em đi đang không còn nhá. Y10 số tự động màu trắng à. Bác Nguyễn Thị Oanh ơi, Y10 số tự động màu trắng thì em đi đang có một chiếc 2015 bản đủ đúng không ạ. 1.2 phiên bản hatchback và với mức giá là 325 triệu đồng bác nhá. 325 triệu đồng bác Nguyễn Oanh nhá Đây Sport S 2011 của nhà em đi đây các bác ơi Màu đen đẹp Ở trước này thì em đi đã đi trực tiếp lên Yên Bái các bác ạ 21 là Yên Bái Lên trực tiếp Yên Bái luôn Bắt một siêu phẩm của nhà bác chủ này Bắt tại nhà dân luôn nhá Nên là xe em đi cam kết các bác luôn là xe gì ạ Giấy tờ hợp pháp chỉnh chủ này Đấy Và xe thì máy số zin Các bác có thể mang xe đi trách hãng toàn quốc La răng này năm chấu to bản luôn Đấy lốp này các bác nhìn này Lốp đối với dòng lốp này lốp R17 các bác nhớ lên là đi xe lốp cực kỳ là to Cách âm cách ồn tốt Sinh nhan trên gương Em này gương kính chỉnh điện của mở điện này chắc là sợ khóa máy rồi Khóa xe à? Rồi đây các bác nhìn này Ghế chỉnh điện 8 hướng Đúng không ạ Ghế chỉnh điện 8 hướng Những cái núp điều khiển nó còn zin nguyên bản này Có trang bị đầy bác nhá một cầu này, hệ thống chống trơn trượt, hệ thống chống đổ đèo đầy đủ rồi. Vô lăng ba chấu xịn sò luôn. Em này full đồ rồi. Màn hình cảm ứng, cam hành trình, cam lùi đầy đủ. Điều hòa auto hay vùng độc lập. Có trang bị đề nổ startup xịn sò Đây, củ số đây. Em này thì là ghế, ghế là ghế da zin nguyên bản các bác nhá. Cửa sổ chơi toàn cảnh Proma luôn này các bác nhìn này. Đấy, xuất sắc luôn. Đúng không ạ? Một chiếc xe... Ford uh, uh, for gì ạ à? à, Một chiếc xe Kia Sport S 2011 Em đi đang chào bán với mức giá là 435 triệu đồng nhá Đây lên bộ sàn 5D xịn xò rồi 435 triệu đồng Là cái giá em đi đang chào bán cho một chiếc Sport S này rồi Đúng ạ Các bác vào xem like thả tim thả like để view lên cho em đi nhá Y10 Ion nhập có không Bác Tạ Hữu Xuyền ơi Đây nhá em đi sẽ quay chiếc Ion cho bác xem nhá Bác Tạ Hữu Xuyền À, Ion thì em đi đang có một siêu phẩm rồi Bạn nhập đời 2012 Màu đỏ đẹp luôn Đấy, trước đấy thì em đi cũng đã có hình ảnh và uh, có lên video chi tiết rồi vì uh, một số bác là có hỏi em đi rồi thì uh, bây giờ em đi sẽ quay luôn này Ion màu đỏ đẹp luôn 2010 ạ, oh, ôi trời, Ở lúc đấy em quay là em nhớ nó đâu ta <laughs> Đi qua nó rồi, đây, đi qua mất rồi, đây iOn 2012 phiên bản số sàn đây nhá. Em này là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc, động cơ 0.8 thôi, ăn xăng như người luôn. Đâu, ăn xăng như Spark đây này. Và em đi đang chào bán với mức giá là 138 triệu đồng thôi. bác Nguyễn Hoàn ơi, bác đang hỏi chiếc nào uh, uh, bao nhiêu tiền nhỉ? Uh, chiếc Sport S thì uh, chiếc uh, Sport thì em đi đang chào bán là 435 triệu đồng nhá. Đây iOn của bác nào này? Đẩy view mạnh lên cho em đi là các bác ơi, đẩy view mạnh lên nào. Biển 34A Đấy 52266 Biển đã đẹp rồi Lốp mới này Các bác nhìn này Lốp rãnh sâu luôn Lốp xịn sò Sơn xi si mỏng luôn Xin nhan ở bên sườn nhá Em này là màu đỏ đẹp luôn này Ghế da hai màu Trần nỉ zin Vô lăng ba chấu Đấy đầu đài zin với bạn theo xe Tắp ly tắp lô đẹp luôn Cái dòng này thì thực sự luôn là chắc chắn là chạy gia đình rồi các bác nhá Không có chạy dịch vụ luôn này Đấy xe tắp ly tắp lô đẹp luôn Đây một chiếc xe Ion bản nhập khẩu nha các bác nhé 5 chỗ với tầm tiền 138 triệu đồng thôi Thì các bác có thể tham khảo này à, Và đi so sánh với mẹ Morning đúng không Thì đi Ion nó thích hơn hẳn luôn Bác Nguyễn Thiều Anh ơi Xem đi 2015 em ơi à, Bác của Anh ơi bác để lại số điện thoại Sau buổi nay em đi gửi hình ảnh cho bác nhé Đúng không ạ Chiếc Y10 y số tự động thì hiện tại lại đang không có Không có ở chợ rồi Nhà em thì một vài anh em đang đi bắt xe Lại để lại đánh xe đi rồi đây các bác nhìn cho em đi cái form này Đúng không ạ Form dáng đẹp luôn 2012 biển 34 à, Có trang bị đèn gầm đầy đủ rồi Em này thì họ xem đăng kiểm nào Đăng kiểm đến tận tháng 9 2023 Đúng không ạ à, Quay kỹ anh xem con ion đây nhá bác Trần Thanh ơi Ion của bác đây nhá Đăng kiểm đến tận tháng 9 2023 này Lốp trên đây các bác nhìn này Lốp ở uh, uh, phần trên đây mà nó còn Rãnh sâu như này cơ mà Gầm bệ đây các bác nhìn nhá Đấy Cầm bệ sáng luôn Sơn si mỏng tang Xe đóng mở cửa đây có nhìn này Đúng không ạ Đấy Chắc nịch luôn như này nhá Đúng không ạ Cửa trước cửa sau này 138 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một chiếc Ion Như em này thì nếu mà các bác muốn mở cốp ấy Đấy thì ngay ở phía chân đây này Ngay ở phía chân đây nhá Ion 2012 bản nhập khẩu số sàn động cơ 0.8 thôi. Ăn xăng như Spark thôi và với mức giá 138 triệu đồng đây các bác nhìn này. Đấy cái khoảng cách để uh, cái cái chỗ mà để hành lý cũng khá là rộng rãi đúng không ạ? Rất rộng rãi luôn như một chiếc i10 để cho các bác sử dụng luôn này. Và giá thì rẻ đây này. Những cái đường keo chỉ của nó là keo chỉ zin nhá. À, em đi cam kết với các bác luôn là máy số, đúng không ạ? Máy số chất lừ luôn. Xe không đâm xô, không tai nạn không ngập nước. 138 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm ion này nhá. À, em xin chào bác Nguyễn Xuân Toàn. Em đi có ghét anh ơi. À, bác Nguyễn Cương ơi, Santa Fe thì em đi lại hết mất rồi. Đúng không ạ? À Santa Fe thì em đi mới về một chiếc 205 thì mới lên sóng buổi chiều thôi Thì sáng hôm sau bác chủ quê hương Hải Phòng đã đến xem xe và dinh rồi Đấy, lên em đi đã chốt cọc rồi à, Chờ cái đẹp là bác ấy về thôi Bán tải tầm 350 triệu thì em đi lại không còn rồi Cố lên anh ơi, cố lên 4 trên 400 triệu nhá Đây, Cerato này Ghép thì em đi đang có 209 màu bạc luôn Đấy, tư nhân sử dụng và với mức giá là 150 triệu đồng nhá bác À, bác nguyễn xuân toàn ơi em à, đi có lên hình ảnh và có lên video chiếc xe đấy rồi đấy bác mà vào trong fanpage của em đi đi à, chấm cho em đi vài chấm xong rồi vào xem like vào xem uh, video là sẽ thấy luôn nhá à, đây em xin chào bác phạm Bác quỳnh này có giang rover bản đủ 2017 bao nhiêu tiền em à, giang rover thì em đi đã hết rồi đúng không ạ à, giang rover thì em đi không còn rồi nhá Em xin chào bác Màu Huy hòa này A sen nào dưới 300 màu trắng để về để chạy dịch vụ à Ở Dưới 300 màu trắng thì khó nhỉ Anh ơi à, Dưới 300 thì đời lại thấp Và chạy dịch vụ thì bác có thể đi những dòng xe khác đúng không ạ A sen dưới 300 thì là những cái dòng xe số sàn rồi Đấy những dòng số sàn mà bạn nhập Thì đời lại rất thấp luôn nhá Bác có thể tham khảo này à, Tầm 300 thì có thể đi xe Avante đi bác Em đi đang có một siêu phẩm Avante để cho bác có thể tham khảo này. Anh Trần Thanh ơi, 122 thì không được anh ạ. À, thực sự luôn, một con xe cỏ mà bớt của em đi 16 triệu đồng thì khó lắm anh nhá. À, ok bác Nguyễn Thị anh ơi, em đi có số có số điện thoại của chị rồi. À, chút xíu nữa em đi sẽ add Zalo và liên hệ cho chị nhá. Ok bác các bác chờ em đi sẽ quay ghép cho các bác nhá. Đây. Avante à, Tê có thể bù cho những cái em xe bác nào muốn mua xe ASEN hoặc là mua vay ớt để chạy dịch vụ này Thì em đi đang có một siêu phẩm này 2012 máy số ZIN luôn Em này để đăng ký lần đầu 2013 lại còn số tự động nha Sơn si di nguyên bản máy số ZIN, xe cứng và đẹp luôn Nước sơn màu màu xám đá đẹp luôn nhá À chiếc này là i30 các bác ạ Trời ơi cứ loạn lên này. à cứ loạn lên chiếc Y30 là đời 2009 Đấy, biển Hà Nội, nguyên biển 4 số này Đấy mồm thì cứ nói ASEAN nhưng mà nhìn ra giờ là i30 mươi à, Bản full luôn, bản crown nhá Em này là bản crown luôn, bản full kịch Có sửa kính này, có sửa ghế này, điều hòa auto tu luôn Và với mức giá 308 triệu đồng Là cái giá em đi đang chào bán cho một chiếc xe i30 phiên bản crown nhá Ok các bác ơi, các bác chờ em đi chút xíu em đi tìm ghét để đi quay cho các bác nhá à, Get thì nhà em đi có 209 màu bạc đẹp luôn, tư nhân sử dụng Đấy, tư nhân sử dụng và với mức giá là 150 triệu đồng à, Em đi sẽ đi tìm ghét để quay cho các bác nhá, đúng không ạ à, Không biết là hai siêu phẩm ghét thì em đi đã có tại chợ chưa, không biết nữa các bác vào xem nay thả tim đẩy view mạnh lên cho em đi nào. Đúng không ạ? Đẩy view mạnh lên em đi sẽ đi vào đây để hỏi chủ tịch xem nào. À, xem là chủ tịch uh, bắt ghét về rồi thì đang để ở đâu chứ không để uh, cứ đi vòng vèo mãi một vòng mà chưa nhìn thấy em ghét nào. Mà rõ ràng là về hai siêu phẩm ghét luôn. Các bác vào xem nay thả tim đẩy view mạnh lên cho em đi 300 mắt là các bác ơi Nhiều xe quá chưa quay hết à, Từ bấy giờ là các bác toàn à, hỏi thôi Em đi đọc có quay cho các bác thôi mà đã không diện không hết rồi Đấy CDX và Cruy nhà em đi đang rất nhiều đây rồi à, Ghét ở đâu nhỉ Không thấy chiếc ghét nào là sao Thế à ok Trời ơi ghét nhà em đi lại mang đi dọn rồi Dọn nội thất rồi các bác ạ mới về mà phải đi uh, dọn lại nội thất cho nó sạch rồi uh, uh, rửa lại khoang máy để các bác đến xem xe. Ờ, đến xem xe cho nó đẹp Các bác đẩy view mạnh lên cho em đi nhá Em xin chào bác Hoàng Luân Nguyễn này Em xin chào bác Màu Huy Hòa này Em xin chào bác Nặng Nhìn Cuộc Sống nhá Bác Thái Nguyên này Cờ xem ok Bác Lê Tiến Dân chờ chút xíu Em đi sẽ quay cờ cho bác Chuyện gì chứ cờ nhà em đi thì quá nhiều luôn này Hôm nay em đi sẽ quay cho một siêu phẩm cho các bác này 7 chỗ số tự động giá hơn 400 Em này thì đời cao chốt vót luôn 2017 nha Phiên bản LTS -E Một chiếc xe Chevrolet Orlando Đấy, form dáng đẹp luôn Màu trắng đẹp, em này các bác mà chạy đám cưới Thì quá hợp lý luôn, đúng không ạ Chạy đám cưới, dạp hoa thì quá là hợp lý luôn Vì cái form của nó quá đẹp Và cái chấm của nó chỉ có 1.8 một một thôi Đấy, ăn xăng là tiết kiệm luôn Đấy, cực kỳ là tiết kiệm nhá Sinh nhan trên gương Tay nắm cửa ốp mạ chrome rồi Đấy các bác nhìn này, la răng đúc 5 chấu to bản luôn có trang bị phanh ABS à cho bộ cứng 4 bánh nhá. Lốp lắp mới cả dàn, sơn xi si nó mỏng tang như này cơ mà. Ghế da zin nguyên bản này, cửa sổ chơi đầy đủ rồi. Em này thì bác chủ cũng lên được một màn hình cảm ứng và có trang bị cam lùi nhá. Vô lăng ba chấu đẹp, táp đi táp lô sạch đẹp luôn. Em đi đang chào bán một chiếc Orlando 2017 số tự động bản LTZ với mức giá là 435 triệu đồng để các bác nhìn này. Đề nổ start xịn sò, đúng không ạ? Điều hòa auto hai vùng độc lập luôn. San trải đầy đủ tắp ly tắp lô đẹp luôn nhá Với mức giá 435 triệu đồng là các bác có thể dinh ngay được một em xe Orlando 2017 rồi Đấy bản đời cao luôn Đúng không ạ Innova 2009 bác Nguyễn Hoàng Luân ơi Em Ly có Innova 2008 Đăng ký lần đầu 2009 bản G nhá Và với mức giá là 265 triệu đồng Trước đó thì em Ly khẳng định và tự tin ship xa cho các bác luôn Đúng không ạ? Tự tin ship xa cho các bác luôn À, còn ngay đây thì em đi đang có một siêu phẩm Innova này Đời 2012 các bác nhá 2012 biển Hà Nội đẹp luôn Máy số zin xe cực kỳ là cứng và đẹp luôn à, Bác chủ thì cũng đã lên được đầu đài màn hình và cam lùi đầy đủ rồi Sơn si các bác nhìn này đây nhá Trước này khóa cửa rồi À, lên được ghế ra rồi Đầu đài màn hình cảm ứng cam à, lùi đầy đủ rồi sơn xi si, mỏng ghế ra xịn sò em đi đang chào bán với mức giá là 345 triệu đồng nhá bác Thái Nguyễn ơi 345 triệu đồng là các bác sẽ sở hữu được ngay một em xe Innova 2012 biển Hà Nội đẹp luôn máy số zin các bác có thể mang thợ thuyền cứng đi xem hoặc là à, mang ra hãng trách thoải mái nhá Ok không ạ <laughs> em xin chào bác Trung Võ này có con nào mà trục không có chuyện ạ không ạ chục triệu em đi có luôn đây này, tiền chục đúng không ạ? Chục triệu thì không nhưng mà tiền chục thì có đây này. Một chiếc Sập uh, Matic đời 2005. Bản SE là bản đủ nhá, 2005 số sàn động cơ 0.8, đăng ký 5 chỗ ngồi. Em này thì uh, một mẫu xe để các bác mua về tập lái này, rồi uh, uh, rồi chạy quanh quẩn đây các nhìn này, lên kế ra rồi, vô lăng hai chấu nhá, táp ly táp lô đẹp luôn, trần nỉ zin. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi các bác nhá. Đây, 58 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm tít, đúng không ạ? Màu trắng đẹp luôn. Em này đi thì máy số đi còn khá là êm các bác nhá. Máy số đi còn khá là êm luôn. Đấy. Và xe thì 58 triệu đồng thì các bác có thể thay được một chiếc xe máy rồi. Các bác nhá, 558 triệu đồng Em xin chào bác màu huy hòa này Vai ớt hay asean màu trắng ờ, Xe đảm bảo zin không chạy dịch vụ tầm 350 triệu đồng ờ, Bác màu huy hòa ơi Bác chỉ thích asean hoặc là vai ớt thôi ạ ờ, Cái tầm đó tiền thì bác có thể mua sang Avante đi à, Avante số tự động đi Em xin chào bác Phong Phạm Thái Phong nhé Quay cho xem xe Orlando 7 chỗ với Ok bác Phạm Thái Phong ơi Em sẽ quay lại chiếc Orlando cho bác này Còn tầm 3, tầm 350 triệu thì bác có thể mua được Avante nhá Bác cố lên được không ạ đây Orlando của các bác đây 2017 bản LTZ số tự động luôn Em này bốn của lốp thì bao phê rồi bốn của lốp này rãnh sâu luôn Đấy, Lốp mít nhá Lốp mít xịn sò luôn Ta lông dài La răng năm chấu to bản Có trang bị cũng phanh ngài bếp trồng bò cứng bốn bánh Đây gầm đây nhá Em đi quay cận cảnh luôn cho các bác xem này Sơn xi si nó mỏng tang luôn đăng kiểm tháng 11 2022 các bác đi này. Đấy bác nào mà thích thì em đi sẽ tặng các bác một bộ đăng kiểm để cho nó vui này. Đấy sơn si mỏng tang luôn. Tay nắm cửa ốp mạ chrome rồi. Đây. Xe này không đẹp thì xe nào đẹp các bác? Đúng không ạ? Táp ly táp lô này, nó như là mới luôn. Bệ thì tay bọc da. Các bác nhìn cái ổ khóa rồi em nhé Ổ khóa nó sáng như mới luôn Còn nguyên quyền QC 7 si màu của nhà sản xuất Đúng không ạ? Ốc bản lề, zin Sơn si mỏng, ghế da zin nguyên bản theo xe đây cửa sổ trời chân nỉ zin em này thì bác chủ cũng lên được một màn hình cảm ứng rồi và trang bị cam đùi đầy đủ nhá tắp đi tắp lô đẹp luôn các bác nhìn này đây củ số đây điều hòa auto đây đúng không ạ đề nổ sa xịn sò vô lăng ba chấu em đi đang chào bán chiếc ốt này với mức giá là ba bốn triệu đồng nhá 435 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán Em chào bác Xuân Hồng nhá Các bác vào xem nay like, thả tim đẩy view mạnh lên cho em đi đúng không ạ Mỗi một bác dành 1 đến 2 giây đi chia sẻ lên trang cá nhân và hội nhóm cho em đi nhá nên là sẽ đẩy lên được 300 mắt này đây biển 36 a một siêu phẩm có cho bác nào này bác nào vừa hỏi em đi có thì em đi lại quay cho các bác xem này một chiếc có đời 2011 phiên bản số sàn động cơ 1.6 này một mẫu xe phân khúc hạng C bao đẹp luôn ờ, em đi khẳng định với các bác luôn nhá. là các bác mà đi em này chỉ tầm 10 năm nữa thôi đấy vài chục năm nữa sẽ không bao sợ lỗi mốt vì xe cái form dáng của nó quá đẹp rồi đấy kể cả bây giờ các bác có lên form mới rồi thì nhìn nó vẫn như vậy các bác nhá đây này lốp lát thì mới đúng không ạ ta lông dài luôn la răng năm chấu đẹp sơn si mỏng luôn em này thì bác chủ cũng lên rất nhiều đồ chơi trên xe này 245 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán nhá trước đây được khóa cửa rồi Ở ghế ra rồi lên màn hình cảm ứng to bản cam hành trình và cam lùi đầy đủ rồi 245 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một chiếc Crui phiên bản số sàn 2011 nhá. Đúng không ạ? Hiện tại Crui thì nhà em đi đang có rất nhiều luôn. Các bác nào mà đang muốn mua uh, những cái dòng xe uh, dòng xe đuôi thì hãy gì ạ? Đến bên đến chợ em đi nhá để xem xe nhá các bác nhá. Đây, CX 238 triệu cho các bác này. Một chiếc CX đời 2009 màu xám đá đẹp luôn. Em này biển Hà Nội đẹp luôn. Máy số chất, đúng không ạ? máy số bao phê luôn ghế da zin nguyên bản lên cam hành trình màn hình và cam lùi đầy đủ rồi đấy các bác ơi xe này không mua thì mua xe nào đúng không ạ và giá có 238 triệu đồng thôi các bác cứ thử nghĩ mà xem nhá khi mà mình bây giờ mình với cái tầm tiền đó thì mình chỉ mua được i 10 hoặc là Morning linh đúng không ạ và những cái dòng đấy thì nó là dòng phân khúc hạng A rồi cái dòng hatchback rồi đấy nó chỉ mỗi là diện tiết kiệm nhiên liệu thôi Đấy và đó là một dòng xe phổ thông rồi Còn tầm tiền hơn 200 triệu Mà các bác mua được mấy dòng Em nào mà số tự động ấy Thì chắc là chắn là sẽ không có đúng không ạ Không có em nào ngoài những cái dòng xe xe này ra Đấy nó nhập khẩu này Nó còn rất độ lên rất nhiều đồ chơi trên xe Rồi bác chủ này Đã lên cam hành trình màn hình rồi Nhập khẩu nguyên trước Trang bị cửa sổ trời Đây cửa sổ trời nha Em này này các bác nhìn này Đề nổ start top xịn xòa Đấy có hơn 200 triệu mà rồi có trang bị cả sưởi ghế, sưởi kính lên màn hình cảm ứng, cam hành trình và cam lùi đầy đủ. À, lại còn một bộ ghế da zin nữa. 13 năm sử dụng nhưng vẫn còn giữ được một bộ ghế da zin là các bác biết là bác chủ đi như nào rồi. Đèn này còn auto nữa các bác ạ. Đấy, trang bị hai tu khí, táp ly, táp lô sạch đẹp luôn và xe đi cực kỳ đầm chắc. Đâu ạ? Cái dòng xe này đi thì bao phê luôn, đầm chắc. 238 triệu đồng nhá là cái giá em đi đang chào bán cho một chiếc xe Cdx này rồi. Em xin chào bác Vũ Lê này Camry thì em đi không còn bác nhá. À, Camry thì hiện tại à, giai đoạn này thì em đi đang không còn rồi. À, đi bắt vài em nhưng mà thực sự luôn là cái chất lượng xe không thể bắt nổi các bác ạ. Đấy không phải lúc nào là cứ đi là cũng bắt được ạ. Nhà em phải giải đường rất nhiều luôn. Đây. Thay thế vai ốp cho các bác đây. Avante 2012 đăng ký lần đầu 2013. Máy số zin nhá, sơn si tới 90% bốn của lốp mới là răng đúc đẹp trang bị phanh ABS à chống bọc cứng đầy đủ rồi. Em này thì biển 99A này. Màu xe có nước sơn là màu màu xám đá nhá. Màu xám đá đẹp luôn. Ghế da này, cao cấp thông hơi. Em này thì ghế là ghế da zin nguyên bản, trần nỉ cửa sổ trời. Vô lăng ba túi khí đầy đủ rồi. Lên đầu đài màn hình cam hành trình và cam lùi đầy đủ rồi các bác ạ. Đấy, điều hòa tu rồi. Xe khá là cứng và đẹp luôn này Và đi, nếu mà các bác nào mà đã từng đi Vios này Hay là đã trải nghiệm một dòng xe Avante này rồi Thì uh, sẽ cảm nhận được hơn là cái dòng xe Avante này đi nó có độ đầm chắc hơn nhá Ngồi trên xe nó cực kỳ là êm các bác ạ Cái độ cách âm, cách ồn của dòng Avante này cực kỳ là tốt Và giá nó khá hợp lý, đúng không ạ Giá khá hợp lý luôn Em này là 2012, đăng ký lần đầu 2013 Số tự động Và chỉ có giá là 259 triệu rồi 259 triệu đồng, động cơ 1.6. À em chào bác sau cơn mưa này. À, tiền ít hít xe thơm xe CX. À, cảm ơn bác cơ sau cơn mưa nhá. À, thực sự luôn đối với cái dòng xe mà tiền mình ít ấy, mình mua được xe đích thì nó là nó là quá hợp lý rồi, giá rẻ mà lại còn nhiều đồ chơi. Em cảm ơn bác Đào Hải Thu nhá các bác ơi. Vào xem nay like, thả tim đẩy view mạnh lên cho em đi được không ạ? Thả tim thả like đẩy view mạnh lên nhá. Và các bác mà đang cần và đang quan tâm tới những cái mẫu xe nào thì cứ vào comment nhá. em đi sẽ quay chi tiết cho các bác luôn này. À, ngay bên cạnh đây thì em đi lại có thêm một chiếc cầu đuôi nữa để phục vụ mọi người này Em này thì là biển 29A luôn Đây Một chiếc xe Chevrolet Cruy Đấy, đời 2012 Em này chắc là đời 2012 thì phải à, Đời 2012 Em này mới về các bác ơi Chiếc này thì mới về chưa có rõ giá này Em đi sẽ quay qua nội thất Để cho các bác được xem này Kế ra cao cấp thông hơi Trần nỉ zin lên màn hình cam hành trình Và cam đùi đầy đủ rồi các bác nhá. Và với cái, với cái dòng xe 212 thì sẽ rơi vào tầm 258 này, 213 thì 275 còn 211 245 đấy. Bác nào đang thích những mẫu xe Cedric thì có thể tham khảo nhá. À, em cảm ơn bác Màu Huy Hòa đã chia sẻ bài giúp em đi này à, Cảm ơn bác nhá Nếu mà riêng đối bác Màu, bác Màu Huy Hòa mà đang có nhu cầu mua xe Em Ly sẽ tặng bác 10 triệu đồng Đấy Nói là làm ở trên like này Bác Màu Huy Hòa nhá Nếu mà bác đang quan tâm và cần tìm mua một bất kỳ một mẫu xe nào Cứ alo em đi Em đi sẽ giảm giá cho bác trước mắt là 10 triệu đồng ở trên này đấy đấy là cái mà gì ạ em đi dành tặng cho bác mà bác đã quan tâm và bác đã ủng hộ em đi bằng cách là chia sẻ nhá không bao giờ là em đi để cho các bác nào thiệt đúng không ạ em xin chào bác nguyễn văn vọng này cx 5 màu đỏ ở cx năm thì em đi lại đang hết rồi bác nhá ờ, có chiếc 2018 bản 2.5 thì em đi lại hết mất rồi em cảm ơn bác đào hải thu này các bác ơi vào xem nay like, thả tim để view mạnh để cho em đi nhá Em xin chào bác Giàng A Khá này Anh em bổ cổ sẻ mạnh lên cho em đi đó nhá Ok đúng rồi bác Giàng A Khá ơi Chia sẻ thôi các bác chỉ mỗi một bác dành một hai giây thôi Chia sẻ lên trang cá nhân và hội nhóm ủng hộ em đi Thế là đã vui rồi đúng không ạ à, có con 7 chỗ 2012 2010 à, Bác Mai Văn Toàn ơi Tầm đó thì bác có thể mua được Innova Tại chợ bên em đi nhá còn nếu mà dòng khác thì em đi có Captiva 2009 với mức giá là 228 triệu đồng thôi. Còn nếu mà Innova tầm 2010, em đi đang chào bán với mức giá là 275 triệu đồng. À, bác Phạm đời là thế, anh đã chia sẻ. Em cảm ơn bác Phạm đời là thế nhá. Em xin cảm ơn bác Trương Nguyễn này, em xin chào bác Thanh Trần. Có con nào che nắng che mưa hay không bạn? Bác Thanh Trần ơi, bác đang hỏi một cái dòng xe che nắng che mưa, tức là cái dòng xe giá rẻ, đúng không ạ? Em đi đang có một chiếc Matiz 2005, số sàn đăng ký 5 chỗ ngồi. Và chỉ có giá là 58 triệu đồng nhé Bác Thanh Trần nhá Em xin chào bác Vũ Vũ, Văn Đức này, bác Nguyễn Đức Toàn Các bác ơi để view mạnh lên cho em đi nhá Em xin chào bác Luân Phạm này, Serato trắng nào không à, Serato thì em đi đã hết rồi Ok Mà anh màu Huy Hòa ơi em đi nói luôn Anh cứ chụp lại cái màn hình được không ạ Anh chụp lại màn hình để lại chữ ok Nhớ nha à, cô chủ Đấy, nên khi nào mà bác đang có nhu cầu mua xe Alo ngay cho em đi Em đi chắc chắn sẽ bớt cho bác 10 triệu đồng Em đi khẳng định và chắc chắn cho bác luôn là em đi sẽ bớt cho bác 10 triệu đồng tất cả các mẫu xe nào mà đang bác đang có nhu cầu mua tại chợ bên em đi nhá. Em xin chào bác Mai Văn Toàn này. À, xem xe 7 chỗ đi bạn. Ok, 7 chỗ đây bác ơi. Bác Mai Văn Toàn ơi, 7 chỗ, một chiếc Captiva 2007 phiên bản là số sàn nhà em đi đây nhá. Em này thì uh, nói chung là để mà nói về cái phần phong dáng của dòng xe Captiva thì nó gần như là nhất nhì rồi. Đúng ạ, gần nhất nhì rồi Giá rẻ mà lại còn rất nhiều đồ chơi Rất nhiều tính năng trên xe này Như là trang bị ghế điện Đấy, có trang bị ghế chỉnh điện luôn Em này thì thân vỏ lại quá ok Máy số thì chất lừ luôn Đây có nhìn này Rồi có trang bị cả gương kính chỉnh điện cục mở điện nữa luôn nhá Có trang bị hệ thống chống đổ đèo Hệ thống chống trơn trượt Điều hòa ô tu, sửa kính trước sau Em này thì lên đầu đài màn hình rồi vô lăng 4 chấu có trang bị cả có gì ạ tích hợp cả điều chỉnh giọng nói này điều chỉnh âm lượng đầy đủ rồi trần nỉ zin với mức giá 198 triệu đồng thôi các bác nhá 198 triệu đồng là các bác đã dinh ngay được một siêu phẩm xe Captiva này rồi xe giá rẻ và thì còn hợp lý nữa luôn à, con chị đang đứng gần đây bác Trần Đoàn ở đây nhá Captiva 2007 số sàn Em đi chào bán chỉ có giá là 198 triệu đồng thôi Em cảm ơn bác Phạm đời là thế nhá Thực sự luôn nó là cái nghề của em đi rồi Đúng không ạ? Ngày nào cũng tiếp xúc với xe rồi Quan trọng là các bác tương tác tốt Thì em đi sẽ nói được lâu hơn là dài hơn nhá Em xin chào bác Đình Văn à, à Bác Đinh Văn Bom mà à, Số tự động tầm 400 Số tự động tầm 400 thì bác có thể mua được rất nhiều mẫu xe tài trợ bên em nhá Bác Đình Văn Bom ơi à, Thứ nhất là bác có thể mua được rio số tự động này 2015 395 triệu đồng đấy. 395 triệu đồng nhá. À, Camry thì em đi hết rồi bác Nguyễn Văn Quang ơi. Camry giai đoạn này thì em đi không còn rồi. Đúng không ạ? Đi xem xe và không không bắt được toàn bị uh, uh, lỗi thôi nên là không không dinh siêu phẩm về để cho các bác nhá. Nào các bác ơi, các bác hãy vào xem nay thả tim lên và hãy nhớ là follow kênh của em đi nhá. Để uh, hàng ngày em đi lên livestream là các bác sẽ là những người nhận được thông báo này. À đây nhá, bảy chỗ số tự động tiếp theo này. Em đi quên chưa quay một siêu phẩm bảy chỗ số tự động nhà em đi. Một chiếc Kia Karen đời 2013. Em này là động cơ 2.0 bản full nha các bác nhá. Màu nâu vàng đẹp luôn này. Đây gọi là màu vàng cát đó 2013 số tự động biển 43 em này máy số zin luôn xe cực kỳ là cứng và đẹp đấy bác nào mà thích cái dòng xe 7 chỗ nhỏ gọn form dáng đẹp thì có thể tham khảo sang một siêu phẩm Kia Caren này số tự động động cơ 2.0 la răng đúc theo xe các bác nhìn này Lan răng đúc vào là như mới luôn Đâu ạ Những cái lớp sơn nhám của lan răng đúc nó vẫn còn zin như này Cụm phanh nga bên trong bộ cứng nó còn là ống Đấy Gầm bệ sáng Sơn si nó mỏng tang như này Trang bị sinh nhan trên gương rồi Tay nắm cửa ốp mạc rôm Có trang bị vè chắn mưa Đây bản full là thế nào ạ Bản full thì có ghế trình điện 6 hướng Đâu ạ Tem mát đầy đủ Ốc bản lề zin Ổ khóa này còn sáng bóng như mới luôn này đây, gương kính chỉnh điện cùng mở điện đầy đủ rồi. Em này tắp đi tắp lô này, bệ tì tay bọc da này các bác ơi. Thực sự luôn mà em Karen 2013 mà nó còn cứng và đẹp như này mà. Ghế này, ghế da cao cấp nhá, ghế zin nguyên bản. Đây, cửa sổ trời của các bác đây nhá, trần nỉ zin này. Em này thì bác chủ cũng đã lên được một đầu đài màn hình rồi và có trang bị cam đùi đầy đủ. Điều hòa auto có sửa kính này. Các bác nhìn này, 2013 nhưng ốt đồ chạy chuẩn của em nó chỉ có 5 vạn 3 thôi. Đấy là là các bác nhìn này, năm bạn ba thôi là biết được rằng bác chủ đi ít như nào, Tắp đi tắp lô đẹp luôn, một ba à, trăm bao nhiêu ạ, ba trăm sáu mươi tám triệu đồng nhá, là cái giá em đi đang chào bán cho các bác một siêu phẩm Kia Caren 7 chỗ số tự động này hai ba, các bác ơi đẩy view lên cho em đi nào, em xin chào bác võ phương này con có, có con xe ta Santa Fe à? à, anh võ phương ơi Santa Fe thì em đi lại hết rồi nhá, em bác thanh nguyễn ơi em đi ở hải dương được không ạ? À, bác mà quan tâm thì số điện thoại em đi đã ghi mở dưới màn hình rồi. À, hãy liên hệ cho em đi theo số hotline em đi sẽ hướng dẫn và tư vấn cho các bác nhá. Được không ạ? Nào tiếp tục đi xuống dưới đây nào để quay tiếp siêu phẩm ASEAN này. ASEAN 2016 phiên bản số sàn động cơ 1.4. Đối với dòng ASEAN thì 2016 thì nó vẫn là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc các bác ạ. Form của nó vẫn là form cũ từ 27 trở lên nó là form mới thì nó là form uh, là dòng xe lắp ráp tại Việt Nam rồi. Như em này thì là đèn xe này, là trang bị đèn bi, à, đèn hàn đèn, đèn uh, bi xê lông nhé các bác nhá. Đèn bi xê lông siêu sáng luôn và viền xung quanh là những giải đèn nét. Đối với đời này thì là là bác chủ độ lên các bác ạ. Đấy từ 27 trở lên thì nó mới có đèn bi theo xe. Như em này là bác chủ độ lên này. Có trang bị đèn gầm đầy đủ rồi. Biển Hà Nội đẹp luôn. Xe có nút sơn màu đen đẹp nhá. Đăng kiểm tháng 10 2023 cơ siêu dài đúng không ạ siêu dài đấy sinh nhan trên gương cương kính chỉnh điện cục mở điện ở à, như em này thì bác chủ đây các bác nhìn có thể nhìn qua giúp em đi này lên bộ ghế da hai màu màn hình cảm ứng cam hành trình cam lùi đầy đủ rồi vô lăng ba chấu nhá cái dòng xe asean thì nó quá là gì ạ nó quá là lành và bền rồi động cơ 1.4 đây là răng đúc đẹp lốp láp mới sâu có trang bị cục phanh ABS trồng có cứng đầy đủ. Em đi đang chào bán một chiếc ASEAN số sàn đời 2016 uh, với mức giá là 365 triệu đồng các bác nhé. 365 triệu đồng. Em xin chào bác Võ Nguyên uh, có dịp uh, xếp xe em đi có ship đúng không ạ? Uh, ngay buổi sáng hôm nay thì em đi mới ship một chiếc Innova 2010 cho à uh, 2008 màu đen uh, cho anh chị chủ ở quê hương Bình Phước anh nhá. Nhà em đi xếp xe là chuyện bình thường đúng không ạ? Bây giờ bán hàng thời buổi 4.0 mà. Đấy, các bác cứ có nhu cầu thì uh, ở đất nước Việt Nam này em đi có thể ship xe toàn quốc cho các bác luôn. Em xin chào bác Ngô Thế Trùng Trung này. Uh, Fortuner số tự động thì em đi không còn. Em đi đang có Fortuner số sàn 2011 máy dầu nhá và với mức giá là 535 triệu đồng. Bác Ngô Thế Tùng nhá. Đây. Tiếp theo này tầm 300 triệu của các bác, 400 triệu của các bác đây. Em đi đang có thêm một siêu phẩm Kia Rio đời 2014 phiên bản số tự động động cơ 1.4. Em này là bản nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhá. sinh nhan trên gương này, đèn xe sáng luôn, vẫn trang bị là đèn halogen siêu sáng. Máy số zin, đăng kiểm tháng 1/2023. Đấy, em này thì nhập Hàn rồi. Một mẫu xe sedan các bác nhìn này, bao đẹp luôn. Cái dòng xe Rio này, phiên bản hatchback thì có và nó sẽ có trang bị cửa sổ trời, nhưng mà cái dòng sedan thì nó lại không có nhá. Đây các bác nhìn này. Kế da hai màu. Trần còn bọc nguyên đi lông màn hình cảm ứng OLED xịn sò luôn đấy điều hòa auto đây các bác nhìn này tắp đi tắp lô đẹp luôn trang bị cả cam lùi rồi vô lăng ba chấu em này thì có cả cái chế độ cruise control các bác nhá xe khá là đẹp luôn này 2015 số tự động đấy lên bộ sàn 5D đẹp 395 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một chiếc xe Kia Rio 2015 Bác nào đang thích những dòng xe để về chạy dịch vụ thì cũng có thể tham khảo sang cái dòng này đúng không ạ? Xe đi khá là đầm chắc và cái form dáng đẹp chạy dịch vụ rất tốt luôn. Anh Phạm Đời là thế ơi, 60 triệu thì em đi có chiếc Matiz anh nhá. 2005 đấy và với mức giá 58 triệu đồng. Đấy vẫn còn dư 2 triệu để cho bác khao nữa cơ. À, em xin chào anh Ngô Sĩ Nguyên này, Orlando 2017, bản LTZ anh ơi. Em đi đang chào bán là 435 triệu đồng nhá, anh Ngô Sĩ Nguyên nhá. Em xin chào bác Lê Phẩm này, bán chịu cho anh vài cái xe. Ok bác Lê Phẩm ơi, qua em đi nhá. Qua em đi luôn và ngay em đi bán chịu cho bác luôn. À, anh nguyễn hòa ơi quay lại con karen là ok anh trước à, kia karen đi thì em đi có lên hình ảnh rồi anh nhớ và có cả video chi tiết rồi nếu mà anh thực sự đang thiện trí này và đang quan tâm tới chiếc kia karen này em uh, mời anh đến hãy uh, ai book em đi đúng không ạ và em mời anh là đến xem xe Đấy, chạy trải nghiệm dịch vụ và cái chất lượng xe tại chợ này em đi đăng chào bán một chiếc kia karen đời 2013 nghìn đây em này thì là bản 2.0 bác nhá à, Bản đủ, bản full luôn đấy Có trang bị cửa sổ trời này Trang bị ghế điện Và với mức giá là bao nhiêu ạ mà 368 triệu đồng Là cái giá em đi đang chào bán Đây bao nhiêu này Sơn sim nó mỏng tang như này Em này là máy số zin nhá Máy số zin luôn Em đi cam kết với bác và có thể mang đi trách hãng này đây, từ cái ổ khóa cho đến cái ốc bản lề Các bác nhìn này, cái nước sơn ở bên trong và bên ngoài đây các bác nhìn này Đúng không ạ? nó zin như thế này cơ mà nó nó giống hệt nhau như này biết là biết là sơn của nó là sơn zin và cái ốc bàn nền nó chưa có hiện tượng bị vặn đấy ghế thì là ghế da cao cấp là ghế zin nguyên bản theo xe chân nỉ cửa sổ trời đây các bác nhìn này 2013 mà chạy chuẩn có 5 vạn 3 thì các bác biết là xe là bác chủ về chỉ có đắp chiếu thôi đúng không ạ 7, 8, Vậy là 9 năm sử dụng một chiếc xe Kia Caren mà nó còn đẹp như này. Vô lăng 4 chấu, túi khí đầy đủ. Điều hóa, ô tu rồi, sửa kính rồi, màn hình gì đầu đài màn hình rồi, thảm trải có táp ly táp lô này, Sần đẹp luôn. Đấy, một siêu phẩm luôn nhá. 368 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một chiếc xe Kia Caren nhá. À, Cerato trắng Bắc Luân Farm ơi, Cerato thì em đi lại hết rồi, đúng không ạ? À, anh anh Nguyễn Hòa nhá. Bác Nguyễn Hòa nhá. Bác hãy ai iBook em đi đi. Sau buổi live em đi sẽ gửi hình ảnh và gửi video chi tiết để cho bác xem trước này. Để còn nếu bác ưng xe thì em mời bác đến xem xe nhá. Uh, Innova đây 2012. Máy số zin, biển Hà Nội đẹp luôn, đăng ký 8 chỗ ngồi. Và em đi đang chào bán với mức giá là 345 triệu đồng nhá. 345 triệu đồng bác uh, Võ Nguyên uh, bác Võ Nguyên nhá. Em xin chào bác Lê Phẩm này Có xe nào hơn trăm không em? Bác Lê Phẩm ơi, bác hỏi hơn trăm thì nó lại quá là nhiều Tại chợ em đi rồi, đúng không ạ? Hơn một trăm triệu thì bác có thể mua được một uh, chiếc xe uh, Ví dụ như này uh, Như em này là hơn hai trăm rồi Hơn một trăm triệu thì có vẻ đi vào này Đây Một chiếc Kia Morning đây rồi Đời 2005 mà Em này là đời 2005 Số tự động, đây Đấy, Xe hơn trăm triệu cho các bác này một chiếc Kia Morning 2005 2006 số tự động nha. Em này là bản nhập khẩu nguyên chiếc biển 34 các bác nhìn này. Là răng đúc lốp lạp mới, màu đen đẹp luôn. Ở chiếc Kia Morning màu đen này thì em đi đang chào bán với mức giá là 155 triệu đồng thôi. Động cơ 1.0. Lên ghế da xịn xò rồi. Đây. Lên ghế da đẹp, trần nỉ, đầu đài màn hình cam lùi đầy đủ rồi. Em này còn có trang bị cả cam hành trình cơ các bác ơi. Ốt đồ chạy chuẩn 15 vạn. Đấy, 15 vạn 4 nhá. Có thảm trải lô đẹp luôn. Cái dòng này thì dòng xe nhập khẩu rồi các bác ạ, nên là chắc chắn là sẽ không sợ chạy uh, chạy uh, dịch vụ nhá. Dòng xe số tự động này rồi, cần số thẳng đây rồi. Với mức giá 155 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán uh, cho một chiếc Kia, Kia Morning số tự động đời 2006. Các bác vào xem like, thả tim, thả like, để view mạnh lên cho em đi nào Innova dưới 300, bác Nguyễn Hội Hội ơi Innova dưới 300 thì em có 2010 đây anh 275 triệu đồng thôi cho anh đây Đây ạ, à, siêu phẩm nhà em đi này Đấy, còn đây là Civic này 2007 số tự động và với mức giá 255 triệu này đây, một chiếc Innova bản G xịn sò tư nhân không khoan nhá 2010 biển 98A Đây các bác nhìn có thể nhìn được cái form này Nó vẫn còn giữ được nguyên cái form form xe nhá, đúng không ạ. À, trang bị mà trang bị cam hành trình và cam lùi rồi. À, lên một bộ ghế da mới xịn sò rồi. Em này đèn xe sáng như gương luôn này. Đèn gầm trang bị đầy đủ nhá. 2010 bản G. Em đi đang chào bán chiếc Innova này với mức giá là 275 triệu đồng nhá. À, có con xe hãng Chevrolet không? Bác Phương Nam ơi, bác khỏi thế này lại 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 quá là gì ạ? Là thừa rồi, đúng không ạ? một dòng xe Chevrolet thì nó quá là nhiều hãng luôn, quá là nhiều dòng luôn. Thì hiện tại thì em đi đang có Chevrolet Captiva này, ấy, có Chewet, có bán tải này, rồi có cả dòng xe 5 chỗ nữa. Đấy, rồi 7 chỗ em đi cũng có luôn. Đấy bác mà quan tâm thì cứ vào comment đi. Em đi sẽ tư vấn cho bác từng dòng một luôn. Đây, ở uh, Civic thì số sàn thì em đi không còn nhé em đi còn số tự động thôi bác nhá. Ở uh, 2007 số tự động, động cơ 1.8 Em này đi xe khá là đầm và chắc, một mẫu xe mà uh, theo như em đi nghĩ thì nó là một dòng xe dành cho các bác nào mà trung tuổi rồi. Đấy, dành cho các bác nào trung tuổi rồi hay là các bác làm ở trong gọi là cơ quan nhà nước uh, muốn có một phương tiện đi lại không cần phải quá là gì uh, nhiều tính năng hiện đại vì chắc chắn nó cũng sẽ không dùng được hết đâu. Nên là xe vít như này là khá hợp lý này. 207 số tự động đỡ với mức giá là 255 triệu đồng nhá. À, bác Quân Lê nhá, xe buýt số sàn em đi không còn. Ok, ok, em chào bác Lê phẩm nhá. Bác để lại cho em đi số điện thoại đi hoặc là hãy book hay là Zalo em đi nhá. Đúng không ạ? Sau buổi live em đi sẽ liên hệ cho bác. Chevrolet à, 7 chỗ ạ. À, Chevrolet 7 chỗ thì em đi có Captiva 2009 màu đen số sàn 228. 2007 màu vàng cát với mức giá là 198 Và em đi có thêm một chiếc Chevrolet Orlando nữa 2017 số tự động bản LTZ nhá Và với mức giá là 435 triệu đồng Bắc Phương Nam nhá Em xin chào bác Hoàng Bộ này có con vai ớt đời 2005 à, Vai ớt thấp nhất thì em đi có 2010 nhá bác Hoàng Bộ ơi Em xin chào bác Chuyên Hà này có giảm giá được mấy chục triệu nữa không em Bác Chuyên Hà ơi giảm mấy chục triệu nữa thì em đi mất cả nguyên cả bàn tay rồi bác nhá Uh, một uh, dòng xe cỏ mà bán với sức cạnh tranh thì bớt không thể được nhiều như thế nhá. Bác Nguyễn hội hội ơi, cho xem đi. Uh, bác Nguyễn hội hội đang cho xem xe gì nhỉ? Bác Nguyễn hội hội ơi, giấy dưới 300 Innova của bác đây nhá. Em đi đã quay cho bác đây rồi. Uh, ok không ạ? Em xin chào bác Khải Nguyễn để xem Fortuner dầu đi số sàn đi em. Ok. Ok bác Khải Nguyễn nhá. Fortuner máy dầu 2011 số sàn của nhà em đi đây các bác ơi. Biển 89A luôn Xe có lốt sơn màu đen đẹp Đăng kiểm dài Lốp láp mới Đấy là răng đúc đẹp luôn Bố thắng còn sơn đỏ chất lừ nhá Ốp gương rồi Tay lắm cửa ốp hết rồi Em này thì bác chủ cũng lên được đầu đài màn hình Lên được cam lùi Đấy ghế xa xịn sò Trần nỉ zin 535 triệu đồng Là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm uh, Fortuner 2011 Số sàn máy dầu nhá các bác nhìn này Đấy cửa này Đúng không ạ, 11 năm sử dụng nhưng mà xe này Đúng không ạ Nó chắc nịch luôn Lốp của nó lốp to bản luôn Còn khá là mới và đẹp nhá Màu đen đây nhá bác ơi Đúng không ạ 535 triệu đồng CEO màu trắng màu Máy số còn zin không em Anh Nguyễn Thanh ơi Em đi cam kết Và bác có thể mang đi trách hãng Đấy ok không ạ các bác mà không mà không tin tưởng ở lời nói của em đi thì thứ nhất là các bác có thể mang thợ cứng ra này đến xem xe hoặc là mang ra hãng trách nhá em đi cam kết các bác luôn 2015 uh, biển 14 máy số zin các bác nhá bác thanh nguyễn nhá máy số zin và em đi đang chào bán ừ, uh, em đang bán là 138 triệu đồng à, uh, Đấy, tự nhiên đang nói morning uh, 395 triệu đồng nhá anh Nguyễn Thanh ơi Bác Khải Nguyễn ơi, đây Fortuner máy dầu của bác đây Em đi đang đứng trước mặt chiếc Fortuner của bác đây. Bác Nguyễn Việt ơi, Túc Sơn thì em đi có 2010 bác nhớ. Màu nâu vàng, đúng không ạ? Ờ, số tự động hai cầu, phiên bản máy xăng đã lên chế độ eco rồi, siêu tiết kiệm nhiên liệu và với mức giá là 438 triệu đồng nhá bác Nguyễn Việt nhá. Bác ai book em đi đi, sau buổi live em đi sẽ gửi hình ảnh và gửi video chi tiết cho anh. Ok anh Đờ Võ Nguyên ơi, video con Innova hay là 10 em đi có rồi và gửi cả hình ảnh cho anh xem nhá. Anh ai book em đi đi được không ạ? Ai book em đi sau buổi live em đi sẽ gửi hình ảnh và gửi video chi tiết cho bác. Ok không ạ? Các bác ơi, vào xem like thả tim, thả like đẩy view mạnh lên cho em đi nào. Mỗi một bác dành một lượt like và một lượt chia sẻ giúp em đi. đi Nhà em đi còn rất nhiều siêu phẩm luôn để phục vụ mọi người này. Đấy. Gio màu đỏ 2014 máy zin 380 triệu đồng. Ờ, một chiếc xe uh, Cruy nữa này, 2012 nhá. Cruy 2012 biển 36A, số sàn, động cơ 1.6, đăng kiểm tháng năm 2023 và với mức giá 255 triệu đồng này đấy. Xe rất nhiều luôn để phục vụ các bác nhưng quan trọng là các bác có thực sự thiện trí không? À, bác Hải Nguyễn ơi, đời cao hơn không em thì em đi không còn nhá. À, em chỉ còn có Orlando 2017 đó thôi. Em xin chào bác Lê Huấn này, bác Tiền Ly này, bác Anh Khoa này Các bác vào xem like, thả tim, thả like để view lên cho em đi nhá Để view mạnh lên nào. Fortuner đời cao hơn không em? Em chỉ còn 2011 thôi nha anh Khải Nguyễn nhá. À, chiếc xe này thì mới về tại chợ bên em thôi. Đấy bác mà quan tâm thực sự luôn là ví dụ như mà anh muốn mua đời cao hơn tầm 11 à, 12 hay 13 14 chẳng hạn đúng ạ. À, đối với dòng Fortuner thì đời 2013 thì nó lên form mới rồi. Thì cái giá tiền của nó sẽ có sự khác biệt. Đấy, còn nếu mà anh mà mua 2012 hoặc đầu 2013 cùng form nhưng mà cái chất lượng xe mà nó không được được chất lượng không được đẹp hay là không được xịn sò như là 21 ấy thì thì mình mua 21 còn hơn đấy nhá, đúng ạ? Với một quần xe mà ví dụ như là cùng một cái form, cùng một cái dáng nhưng mà hai ví dụ như 21 mà nó lại xịn sò lại chất lượng hơn 22, 23 thì mình mua 21. Đúng ạ, mình mua 21 vừa chất lượng hơn về về xe và lại còn giá lại giá thành hợp lý Rồi còn rẻ hơn các bác nhá đấy nên là mua xe cũ là các bác cũng có thể tham khảo được một vài số để cân đối này à, các bác ơi đẩy view mạnh lên cho em đi nào các bác thả tin thả like đẩy view mạnh lên nào à, chiếc Eco Can này thì nhà em đi đã dinh bác chủ quê hương hải phòng à, bà Thái Bình Thái Bình đã dinh về rồi đấy, Thái Bình đã dinh về rồi à, các bác ơi thả tin thả like đẩy view mạnh nhá đẩy view mạnh lên cho em đi nào À, các bác còn có những câu hỏi hay là những cái quan tâm gì không thì cứ vào comment nhé à, chắc chắn ngày hôm nay thì sẽ rất nhiều bác đúng không ạ rất nhiều bác là chưa biết là uh, cái bạn là đang live stream là ai này uh, rồi nói xả xã hơn một tiếng đồng hồ là ai nhá thì đây Em ly đây nha các bác ơi Đúng không ạ, gương mặt thương hiệu ngày nào cũng vậy 6 giờ 30 lại lên live stream để báo giá tất cả các mẫu xe tại chợ Và như em ly đã nói ở trên live rồi Hôm nay mà mùng 1 hoàn hỉ đúng không ạ à, Các bác nào mà đang thực sự muốn mua một chiếc xe Và đã xem đi quay chi tiết rồi Rồi tả về uh, chất lượng của xe rồi Mà đang quan tâm thì hãy diện iBook cho em ly nhá Em ly sẽ chốt một cái giá ưu đãi cho các bác ngày mùng 1 hôm nay Đúng không ạ Đấy nhá Em là Ly chuyên mua bán ô tô cũ đã qua sử dụng và cái dòng xe nhà em đi là là tất cả đều là bán là xe con các bác nhá. Hai chỗ, bốn chỗ, năm chỗ và bảy chỗ. Đấy, em đi thì uh, chuyên mua bán xe đã qua sử dụng rồi. Ok, bác Võ Nguyên nhé. em đi có số điện thoại của bác rồi thì sau buổi live là em đi sẽ iBook uh, sẽ ai um, cho anh nhá. Uh, xe là 100 triệu số tự động. 100 triệu số tự động thì thực sự luôn là khó, anh ơi, khó mua và đời cực kỳ là thấp và uh, thường thường 100 triệu hơn 100 triệu thì mình mới mua được xe số tự động nhá. 100 triệu thì chỉ mua được số sàn thôi đúng không ạ. vậy các bác ơi, các bác mà đang có nhu cầu bán xe hay người nhà người thân bán xe thì hãy liên hệ cho em đi đúng không ạ. em đi uh, đang có nhu cầu mua rất rất nhiều xe, Đấy, nhất là các bác nào mà dân đang muốn mua xe nhá, thì hãy liên hệ cho em đi đi. Uh, khi mà mua được xe thì em đi sẽ gửi vào Hà Hùng cho các bác, đúng không ạ. OK đẩy view cho em đi là các bác ơi. OK là các bác còn uh, có câu hỏi nào nữa không thì hãy uh, Hãy, uh, ai búc nhá, em đi sẽ quay cho anh uh, quay uh, Santa Fe anh Khải Nguyễn ơi, Santa Fe thì em đi hết mất rồi, đúng không ạ? Uh, có một chiếc Santa Fe đời 2007 thì mới về thôi, uh, vừa mới lên sóng buổi chiều hôm trước thì sáng hôm sau anh chị quê hương Hải Phòng đã đến xem xe và dinh về rồi, đúng không ạ? Đấy các bác ấy là uh, nhất gọi uh, là gì ạ? nhất tốc độ đúng không ạ? Đúng không ạ. Trời ơi, bác ấy ở gần mà. Nên là bác ấy um, bác ấy chốt ngay. Em xin chào bác Trương Thị Hương này Ở đâu Hải Dương em đi ở thành phố Hải Dương nhá Chị bác Trương Thị Hương ơi Em cảm ơn bác Lê Lê Phẩm nhá Em cảm ơn bác nhá Bác Tiến Minh ơi Ban tải thì em đi có đúng không ạ Hiện tại ban tải bây giờ chợ em đi thì đang có BT50 này Em đi có cả Chi Tông Đấy em đi có cả Isuzu Đê Mắc Và có cả Colorado và với tầm tiền tầm trên 400 triệu nhá Tầm trên 400 triệu là bác có thể dinh được một trong 45 em đó Nhà em đi rồi Em cảm ơn bác Lê phẩm nha các bác ơi, đẩy view mạnh lên cho em đi nào. Em xin chào bác Linh Tu Lời vợ cho 300 thì mua được xe gì? À, bác Linh Tu Tú ơi, bác Tú Linh đúng không ạ? Bác Tú Linh là em đi đã có Zalo của bác rồi, em đi cũng có nhắn tin cho bác rồi. Nếu mà bác thực sự đang muốn mua cái dòng xe nào thì cứ vào iBook em đi sẽ tư vấn cho bác nhá, đúng không ạ? À, em đi thì nếu mà bác nào chỉ cần vào thì em đi một đến hai lần thôi, thực sự là em đi nhớ lắm, đúng không ạ? À, em đi nhớ dai lắm nhá, nên là uh, nếu mà bác nào mà 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 ở trên này ấy mà nói uh, là em đi cũng nhớ lắm nhá. Đúng không ạ, phải nói là thù dai. Thù dai khá thù dai nha các bác nhá. Ok không ạ? em xin chào bác đoàn ăn cây cảnh nè các bác ơi à, chắc là em đi sẽ xuống live nhé hẹn gặp lại mọi người vào 6 giờ ba ngày mai em đi lại tiếp tục lên sóng để báo giá tất cả các mẫu xe tài trợ à, các bác hãy nhớ là thả tim này à, follow kênh đúng không ạ follow kênh của em đi để khi mà mỗi khi em đi lên live stream vào cái khung giờ là nó sẽ tự hiện lên thông báo đấy là các bác có thể ấn vào đó vào xem thôi không phải tìm nữa là không không phải đi mò xem là em đi đang ở đâu nhá các bác nhá hãy thả tim thả like lên và hãy nhớ follow kênh cho em đi đúng không ạ đây à, mùng 1 Đúng không ạ? Hôm nay là ngày uh, mùng 1 đầu tháng. Uh, Hoan hỉ, em đi cũng kính chúc tất cả quý khách hàng thân yêu của em đi ở trên live nhá. Một tháng mới là luôn luôn là đi hồng phát. Đấy, uh, công việc lúc nào cũng uh, thuận buồm xuôi gió, rồi uh, gia đình thì uh, uh, an vui các bác nhớ uh, Dạ bác thành uh, Trần Thành Công ơi, có xe uh, mô 300 triệu đỉnh chưa chị? Uh, xe tầm 300 triệu thì nhà em đi cũng đang có rất nhiều luôn Nhưng không biết là bác đang muốn mua dòng nào nhá Bác uh, Trần Thành Công ơi Ai búc em đi đi được ạ Ai em đi nhá, sau buổi live em đi sẽ uh, tư vấn cho bác. Bác Nguyễn Thanh Tiến ơi, bảy chỗ thì em đi nhiều lắm, đúng ạ. Bảy chỗ thì em đi đang có Innova này, em đi có Sorento, em đi có Captiva, em đi có Kia Carrera và em đi có Orlando. Đấy, bác đang thích cái dòng nào thì ai bốc nhá, đúng không ạ. Mọi người ơi, mọi người đang quan tâm mẫu gì thì hãy ai cho em đi. Sau buổi live em đi xuống live em đi sẽ tư vấn cho các bác, đúng không ạ. Uh, chắc bây giờ thì em sẽ xuống live đây nhá, hẹn gặp lại mọi người nhá. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.